Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân vớt chương 1371, Tà Ác Thiên Phú Mới. Mười giây sau đó, Chư Thiên Vạn Giới, Cửu U Thế Giới, kêu thảm thấu trời. Nhìn là mang thai mang đến sinh nở thể nghiệp, sức mạnh thấp hơn, nhau gia thánh nhân, tồn tại đều không thể miễn dịch. Coi như là hiện tại, nhau gia thánh nhân chỉ còn lại một con mắt, nhìn là mang thai uy lực lớn đáp xuống nhưng như trước có được, trường sinh giả, phía dưới không người miễn dịch hiệu quả. Không có sai, liền cửu phẩm kiếp tiên cũng trúng chiêu. Nguyên bản nhất phái tông sư bộ dáng, cao cao tại thượng, chúa tể một phương kiếp tiên đại lão, bụng dưới cũng không cách nào tránh khỏi bành trướng, 10 giây ở trong cổ thành bóng. Theo sát mà đến sinh nở núi khổ, lại để cho kiếp tiên đại lão bộ mặt cơ bắp không ngừng run rẩy. Đây quả thực là từ trước tới nay ác liệt nhất, huyền thánh giảng pháp. Càng ác liệt chính là sinh nở nỗi khổ kéo dài thời gian dài tới nửa canh giờ. Bá Nho Huyền Ma giảng pháp, sau khi kết thúc, sinh nở nỗi khổ cũng không có chấm dứt, liền hỏi ngươi có sợ không. Nhập mộng trong thế giới. Tống thư hàng đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, không biết mình thâm tình liếc, lại để cho chư thiên vạn giới cộng cửu u thế giới tà ma tới tấp mang thai sự tình. Lúc này, hắn nhập mộng, thiên phú lại đã xảy ra tiến hóa tại hắn chủ động đoạn tuyệt tạo hóa tiên tử mang thai sinh nở đau đớn sau đó nhập mộng nội dung cốt truyện thời gian bắt đầu nhanh chóng nhảy chung quanh nội dung cốt truyện tựa như phim tua nhanh cảnh xoát 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 trôi qua lúc nhập mộng nội dung cốt truyện thời gian khôi phục lúc bình thường trước mắt hình ảnh biến thành nho ra thánh nhân độc đấu bốn vị trường sinh giả nội dung cốt truyện mỗi một vị trường sinh giả sau đầu đều có một vòng trăng tròn tản ra thuộc về bọn hắn đạo hào quang nho ra thánh nhân trấn áp đương thời, lấy vừa đỡ bốn vẫn còn tuyệt đối thượng phong, bảo trì thánh nhân phong thái. Rất nhiều tống thư hàng không thể giải thích vì sao pháp thuật, bí pháp không ngừng bị nho ra thánh nhân thi triển đi ra. Bốn vị liên thủ trường sinh giả bị triệt để áp chế, tâm phục khẩu phục, thối lui ra khỏi thiên đạo chi tranh. Cái này nội dung cốt truyện là tranh đoạt thiên đạo phân đoạn sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này nội dung cốt truyện hẳn là đếm ngược thứ hai vị thiên đạo, đột nhiên cảm giác chơi chán, không nghĩ đã làm vậy là liền tạm rời cương vị công tác. Audio điện tử võ tấn bền Sau đó, chư thiên vạn giới trường sinh giả tới tấp hiện thân, bắt đầu tranh đoạt thiên đạo vị trí. Tống Thư Hàng bây giờ hoài nghi vị này bốc đồng thiên đạo, liền là bạch tiền bối. Mà khoảng thời gian này, là nhau ra thánh nhân chân chính sâu phát nổ thời đại một mình hắn đa dạng treo lên đánh toàn bộ thế giới trường sinh giả. Vô luận là cổ xưa trường sinh giả, còn là tân sinh trường sinh giả, đều bị nho ra thánh nhân đa dạng nghiền ép. Có bị ngang lấy nghiền ép, có bị dựng thẳng lấy nghiền, có mấy cái ôm đoàn, bị một loạt nghiền, có bị nghiền một lần không phục về sau, còn bị chạy đến lại nghiền ép một lần. Tóm lại, nho ra thánh nhân trấn áp đương thời, không người không phục. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, bị treo lên đánh tâm phục khẩu phục, tất cả mọi người cho rằng, nho gia thánh nhân cho là kế tiếp nhiệm thiên đạo. Nho gia 13 kiếp tiên, còn có nho môn đệ tử, phát ra từ nội tâm cảm giác được kiêu ngạo. Nhìn, đây chính là bọn họ nho môn thánh nhân, bằng sức một mình sáng tạo nho môn tồn tại. Tại sinh thời, liền đem nho môn địa vị tăng lên tới cùng, đạo tông, Phật gia, ma đạo, một cấp bậc siêu nhiên tồn tại. Ở kiếp này, chư thiên vạn giới tu luyện giả chỉ cần nhấp lên nho gia thánh nhân, chỉ có một từ để hình dung, đó chính là rất sâu. Thánh nhân chân đạp hư không, chắp tay tại sau lưng, từ không chung từng bước một rơi xuống. Lấy vừa đỡ bốn, trên người hắn nhưng không có một tia vết thương, thậm chí ngay cả trên thân nho sam đều không có tổn hại chút nào. Nho ra thánh nhân trở xuống mặt đất, 13 kiếp tiên tới tấp tiến lên, chúc mừng thầy của mình. Thánh nhân mỉm cười, cuối cùng đem hắn ánh mắt rơi xuống, tạo hóa tiên tử trên thân hắn nhìn chằm chằm vào tạo hóa tiên tử nhưng tống thư hàng rồi lại cảm giác được ra đầu run lên loại cảm giác này giống như là lúc trước xích tiêu tử đạo trưởng truyền thụ lý thiên tố đạo trưởng kiếm thuật thời điểm đột nhiên phát hiện nhập mộng lý thiên tố trên thân một dạng với hắn nho ra thánh nhân phát hiện hắn kỳ quái vì cái gì lần này thánh nhân sẽ phát hiện hắn hắn nhập mộng đến cùng thánh nhân có quan hệ nội dung cốt truyện cũng không phải lần đầu tiên nhưng bởi vì thánh nhân đã chân chính, thần hình đều diệt là đã tử vong tồn tại. Vì vậy, coi như là nhập mộng gặp gỡ thánh nhân, nhập mộng bên trong, thánh nhân cũng chỉ là giống như phim, sẽ không cảm ứng được tống thư hàng tồn tại. Nhưng lần này, nho ra thánh nhân ánh mắt liền giống như xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế, thấy được tống thư hàng. Chẳng lẽ, là vì nho ra thánh nhân chi nhãn ngay tại bản thân bản thể bên trên nguyên nhân, xúc động nhập mộng bên trong nho ra thánh nhân biến hóa? Ngươi là ai? Nho gia thánh nhân lên tiếng hỏi. Tạo hóa tiên tử tò mò chỉ mình, lão sư, người ở cùng ta nói chuyện sao? Tiên bối, người có thể gọi ta bá tống. Tống thư hàng thử trả lời cũng không biết thánh nhân có phải thật vậy hay không, nhìn đến hắn, dù sao trước thử trở về câu nói nhìn xem. Ta theo trên người của ngươi cảm ứng được cảm giác kỳ diệu, người cùng ta hữu duyên. Nhưng ta và ngươi hai bên không phận, nho ra thánh nhân bình tĩnh nói. Nói đúng ra, Tống Thư Hàng cùng nho ra hữu duyên, nhưng không phận. Tống Thư Hàng, vừa thấy mặt đã ra sức ghim lòng ta. Người tới gặp ta, là muốn hướng ta truyền lại tin tức gì sao? Nho ra thánh nhân hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn bị nho ra thánh nhân cảm ứng được, chỉ là ngoài ý muốn. Cũng được, ta và người đã có duyên, ta cuối cùng không tốt cho người tay không mà về. Ta đây có một cái pháp thuật, cùng, chỉ hiếu, có quan hệ, ta biểu diễn cho người một lần về phần ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu, liền nhìn thiên phú của ngươi. Nho gia thánh nhân hai tay thả lỏng phía sau, bình tĩnh nói. Nho gia thánh nhân hoàn toàn chính xác, nhìn đến Tống Thư Hàng. Tại Nho gia thánh nhân trong mắt, đó là một vị tướng mạo phổ thông nam tử. Nhưng mà cái kia một đầu tóc dài màu lam, rồi lại xúc động nội tâm của hắn chỗ mềm mại nhất. Cùng, trì hiếu, có quan hệ pháp thuật, thánh nhân vừa dứt lời, chung quanh 13 kiếp tiên cùng đệ tử khác tới tấp lui về phía sau, rời xa tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử nhanh khóc, bởi vì lão sư một mực là đối với nàng đang nói chuyện. Cùng, trì hiếu, có quan hệ pháp thuật, là, nhìn là mang thai, đi. Ngày hôm nay, tạo hóa tiên tử nhớ lại rất nhiều năm trước, bị, nhìn là mang thai, đánh chúng nhớ lại. Lão sư, người ở cùng ta nói chuyện sao? Tạo hóa tiên tử lần nữa yếu ớt nói. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, nhìn là mang thai. A, à, người biết pháp thuật này, người đối với ta quả nhiên có hiểu rõ. Như vậy nhìn kỹ, cái này là nhìn là mang thai, nguyên lý. Nho gia thánh nhân nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn cùng Tống Thư Hàng con mắt tiếp xúc. Nho gia thánh nhân trong mắt có quỷ dị hào quang lập lòe dựng lên. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng chứng kiến Nho gia thánh nhân trong mắt pháp thuật cấu tạo, còn có tạo thành pháp thuật này phù văn nho ra thánh nhân tại hướng hắn biểu hiện ra, nhìn là mang thai, nguyên lý. Ta sẽ mang thai sao? Tống thư hàng lệ rơi đầy mặt. Mà lúc này, thánh nhân trong mắt quỷ dị ánh sáng tản đi. Ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Thánh nhân bình tĩnh nói. Pháp thuật cấu tạo cùng phù văn đều nhớ kỹ không sai biệt lắm. Tống thư hàng trả lời, dù sao đây là thánh nhân tự mình truyền pháp. Như vậy rất tốt, nho ra thánh nhân bình tĩnh nói, người cái này một đầu tóc màu lam, lúc nào cũng để cho ta nhớ tới một vị quen thuộc cố nhân. Tóc màu lam, ta tóc màu lam lại dài ra tới. Phọng thiên, đó là triệu vân tước tử, bất hủ lực lượng, ảnh hưởng phía sau dài ra tóc màu lam. Nho ra thánh nhân tự nhiên sẽ cảm giác được nhìn quen mắt. Khó trách, hai người chẳng qua là gặp mặt, nho ra thánh nhân dĩ nhiên cũng làm đem, bí pháp, sốc túi truyền thụ. Lão hủ trấn áp đương thời, vạn giới quy phục, thiên đạo vị trí, có hay không đã ngoài ta không có ai. Lúc này, nho gia thánh nhân đột nhiên nói. Tống Thư Hàng sướng sờ, cái này vấn đề, hắn trả lời thế nào? Hắn đều không biết mình bây giờ trạng thái đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là đơn thuần, nhập mộng xúc động người trong mộng vật biến hóa. Còn là chân chính ảnh hưởng đến, đi qua. Nếu như hắn báo tố nho ra thánh nhân, hắn cuối cùng sẽ bị đánh bại, lại để cho hắn không muốn đi tranh đoạt thiên đạo vị trí, không muốn đi kế thừa thiên mệnh, nếu không ngươi sẽ phải hối hận, cái kia lịch sử sẽ phát sinh biến hóa sao? Nho ra thánh nhân nếu không đi tranh đoạt thiên đạo lời nói. Tương lai nho ra có thể hay không có biến hóa? Tống thư hàng chính suy tư thời điểm, nho ra thánh nhân rồi lại nhẹ nhàng nhíu mày, không muốn đi tranh đoạt thiên đạo vị trí, không muốn đi kế thừa thiên mệnh, nếu không ta sẽ hối hận. Ha ha ha! Tống thư hàng nhịn không được kêu lên, nằm thảo. Đọc tâm thuật, các đại lão không thể chú ý một chút người khác quyền bí mật cá nhân. Đọc tâm thuật, ta cũng không có sử dụng cái loại này thủ đoạn nhỏ, ta cũng khinh thường sử dụng. Nho ra thánh nhân lắc đầu, nói, để cho ta buông tha tranh đoạt thiên đạo vị trí, không thể nào. Ngươi đi đi. Lão sư, tuy rằng không biết ngươi ở cùng ai nói chuyện, thế nhưng ngài có thể hay không trước giúp ta cởi bỏ, nhìn là mang thai ta rất yêu thương mụ mụ, mụ mụ cũng rất yêu ta, chỉ hiếu quyển sách ta nắm giữ vô cùng tốt. Tạo hóa tiên tử khóc dòng nói. Nho ra thánh nhân. Tống Thư Hàng. Nho ra thánh nhân nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó, Tống Thư Hàng ý thức trở về. Hắn theo, nhập mộng, trong trạng thái tỉnh táo lại. Lúc hắn rõ ràng lúc tỉnh lại, huyền ma giảng pháp quá trình, đã chuẩn bị kết thúc. Đã xong đã xong, lần này xong đời, ta vậy mà ngủ toàn bộ huyền ma giảng pháp quá trình. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói đang lúc tống thư hàng trong lúc suy tư, theo, mà kiếp thế giới, bên trong, có từng sợi mang theo mặt trái, hủy diệt lực lượng, ngưng tụ đến, hướng trên người của hắn bao phủ. Đó là một loại cùng, công đức lực lượng, hoàn toàn trái lại lực lượng. Đây là giảng pháp sau khi thất bại trừng phạt sao, tống thư hàng vô cùng tâm nhét. Không, đây là tặng cho ngươi một cái, thiên phú quá trình. Ngươi, huyền ma giảng pháp thành công, bạch tiền bối thanh âm vang lên. Ha ha, Tống Thư Hàng không dám tin hỏi. Huyền Ma giảng pháp thành công, hắn liền ngủ một giấc. Dạng này cũng có thể thành công. Cửu U thế giới tà ma nhóm dễ dàng như vậy thỏa mãn, trực tiếp ngủ đều có thể khiến chúng nó ấn lai. Like. Thư Hàng, ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, dài đến nửa canh giờ sinh nở nỗi khổ, người giảng pháp đều kết thúc. Cửu U tà ma nhóm sinh nở nỗi khổ còn không có chấm dứt. Toàn bộ Cửu U thế giới không có cái nào tà ma dám cho ngươi xoa bình." Bạch Tiền Bối nói. "Gì đó, sinh nở nỗi khổ, mang thai, Tống thư hàng có loại dự cảm bất hảo." Mà đồng thời, cái kia mặt trái, hủy diệt lực lượng tràn vào mắt phải của hắn, ngưng tụ thành một cái tà ác thiên phú nhìn biến phôi thai. Chương 1372, Cường đạo logic. Huyền thánh giảng pháp sau khi thành công, sẽ hội tụ to lớn công đức lực lượng. Dưới tình huống bình thường, trực tiếp có thể lại để cho bát phẩm huyền thánh, công đức lực lượng, bộ hiện hóa, dùng để chống cự sau đó tâm ma kiếp, uy hiếp. Cửu U Ma Kiếp thế giới thì là lúc đại đa số tà ma đều lựa chọn khen ngợi về sau, có thể đạt được cửu U Pháp tác gia trì, ngưng tụ một cái thiên phú. Thiên phú có tốt có xấu, tổng thể mà nói, sẽ kết hợp bát phẩm huyền ma hiện trạng, sinh ra thích hợp nhất thiên phú của nó lực lượng. Đây là một cái, bát phẩm, cấp thiên phú lực lượng. Ngươi đã nhận được cái gì thiên phú? Bạch tiền bối hiếu kỳ hỏi. Nhìn biến phôi thai, Tống Thư Hàng thở dài nói. Cái quái gì thiên phú? Bạch tiền bối hỏi, hắn chưa từng nghe qua dạng này thiên phú năng lực. Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài, đã thức tỉnh dạng này quỷ thiên phú, ta cũng rất tuyệt vọng a. À. Biểu thị một lần cho ta xem một chút, Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, cái thiên phú này năng lực, phải có thi pháp mục tiêu mới được vậy thì tìm người hoặc vật thử xem. Bạch tiền bối âm thầm tập trung tiểu hào vân tước tử cùng xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm căn bản không nghĩ tới, hắn cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm hậu tuyển. Nhưng phụ cận không có thích hợp đối tượng, cái này, nhìn biến phôi thai, thiên phú là bát phẩm cấp thiên phú pháp thuật, nhưng ta bản thân chỉ có ngũ phẩm cảnh giới. Vì vậy, coi như là tại bát phẩm, đẳng cấp gia trì xuống, tối đa cũng chỉ có thể đối với lục phẩm cấp tu luyện giả sinh ra hiệu quả đi. Tống Thư Hàng nói, tiểu hào vân tước tử cùng xích tiêu kiếm đẳng cấp rất cao, cả hai tránh thoát một kiếp. Vậy ngươi nói cho ta một chút pháp thuật này đại khái. Bạch tiền bối hiếu kỳ nói, cơ bản nhất mà nói, đại khái là một loại cưỡng chế biến hình pháp thuật. Liếc nhìn tới, có thể làm cho mục tiêu biến thành phôi thai, bộ dáng. Liền là mang thai phía sau chính là cái kia thai nhi. Tống Thư Hàng giải thích nói. Bạch Tiền Bối bĩu môi, ta còn cho là cái gì yêu thích pháp thuật, đây không phải là liền cùng loại với vu sư hệ, biến dê thuật hoặc là biến gà thuật nha. Hơn nữa, coi như là thân thể bị biến thành con cừu nhỏ hoặc là con gà con, nhưng tu luyện giả sức mạnh còn đang ở. Nhiều nhất theo ngũ phẩm tu sĩ biến thành ngũ phẩm con cừu nhỏ, nhưng cơ bản sức chiến đấu còn đang ở, phi kiếm a, phi đao a dùng như trước dùng vô cùng trượt. Lại thêm loại này pháp thuật duy trì thời gian cũng không dài vì vậy thực dụng giá trị không cao. Có chút giống, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Người pháp thuật kia có thể duy trì bao nhiêu thời gian? Hiệu quả như thế nào? Bạch tiền bối lại hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, cưỡng chế đem mục tiêu biến thành phôi thai về sau, cụ thể duy trì thời gian coi đối phương sức mạnh khác biệt cũng có riêng dài ngắn. Ta không có thử qua, cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà, bản thể lực phòng ngự nhất định muốn giảm nhiều, thân thể sẽ phải biến rất yếu ớt, nếu như đối phương tại sử dụng cần tụ lực bí kỹ thời điểm, ta thừa cơ cho hắn tới đây một phát, nhìn biến phôi thai hiệu quả sẽ phải không tệ. Vậy người còn không bằng trực tiếp cho hắn tới đây một phát, nhìn là mang thai hiệu quả càng bổng Bạch tiền bối đậu đen rau má nói. Tống thư hàng gật đầu nói, đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai. Ta sở dĩ sẽ ngừng tụ ra cái này, nhìn biến phôi thai, thiên phú, chủ yếu cũng là bởi vì ta học xong, nhìn là mang thai, nguyên nhân. Vì vậy, nhìn biến phôi thai, cái thiên phú này là có thể cùng, nhìn là mang thai, phối hợp sử dụng. Về phần phối hợp sử dụng phía sau sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa, ta cũng không có thể cam đoan. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, hai cái này pháp vật tốt nhất không muốn cùng một chỗ sử dụng. Nếu không, rất có thể sẽ tai nạn chết người. Mang thai cộng phôi thai, cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Tống thư hàng thở dài, đứng lên. Huyền ma giảng pháp chấm dứt, ma kiếp chấm dứt. Hắn cũng là lúc rời đi ma kiếp thế giới. Bạch Tiền Bối lại nói ta hiện tại ly khai ma kiếp thế giới lời nói, có thể hay không rời đi thiên đạo phòng tối. Tống thư hàng hỏi, hắn bản thể là vì thiên kiếp nguyên nhân bị cưỡng chế kéo vào đến ma kiếp thế giới bên trong. Cái kia nếu như hắn hiện tại ly khai lời nói, là trở lại hiện thế, còn là một lần nữa bị kéo vào thiên đạo phòng tối. Ma kiếp thế giới tính chất, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó chỉ sợ ngươi sẽ trở lại thiên đạo phòng tối trong đi bạch tiền bối nói đã như vậy lời nói vậy ta phải chuẩn bị sẵn sàng tống thư hàng nói dứt lời hắn ý niệm khẽ động tống thư hàng theo phía sau hắn hiện hình ngâm quần phân thân thuật lời nói như vậy ta bản thể bị bắt trở về thiên đạo phòng tối phân thân của ta còn có thể bên ngoài đi dạo tống thư hàng cười hắc hắc nói ngoại trừ phân thân bên ngoài hắn còn đem công đức xà mỹ nhân lưu lại bên ngoài, coi như là bản thể, phân thân đều bị bắt tiến vào, công đức xà mỹ nhân cũng có thể ở bên ngoài một bên đi dạo, một bên chia sẻ giác quan. Đang khi nói chuyện, ma kiếp thế giới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên có một cái đại thủ vươn ra, bắt lấy tống thư hàng cùng tống thư hàng, đưa bọn họ toàn bộ ném vào đến thiên đạo phòng tối, trong đi. Bao gồm công đức xà mỹ nhân, cũng không có ngoại lệ. Tống Thư Hàng bị một mẻ hốt gọn. Ngoại trừ Tống Thư Hàng mấy người bên ngoài, vân thức tử tiên tử cũ thân thể cũng bị nắm lên, ném vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Nhưng mà, vân thức tử tiên tử tiểu hào nhưng không có bị bắt. Bởi vì ngay từ đầu, thiên đạo chương trình tập trung đúng là bị quả cầu kim loại lỏng nhập vào thân vân thức tử. Vân thức tử tiểu hào đã cùng quả cầu kim loại lỏng triệt để phân chia, tự nhiên không tại bị bắt trong hàng ngũ. Thư hàng tiểu hữu, mời đem nhau ra thánh nhân chi nhãn cho ta mượn a." À. Tiểu Hào Vân Tước Tử không cam lòng kêu lên. Thế nhưng đã muộn, Tống thư hàng đã bị ném vào Thiên Đạo phòng tối. Mà Tiểu Hào Vân Tước Tử bị đuổi về đến hiện thế. Chư thiên vạn giới tu sĩ, trong lúc vô hình lại tránh thoát một kiếp. Bạch Tiền Bối đã sớm đem bản thân bản thể ẩn núp trở về, tà liên thế giới đưa mắt nhìn Tống thư hàng đám người rời đi. Sau đó hắn lấy ra chuôi này, Trung Yên Thánh Kiếm đưa tay tại trên thân kiếm in xuống ấn ký của hắn. 33 tổ hợp pháp khí, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, một bộ công pháp 33 loại chi nhánh. Loại thủ đoạn này, đều khiến ta có loại cảm giác quen thuộc. Bạch tiền bối rũi nhấn một cái, Trung Yên Thánh Kiếm lại phân tán ra, hóa thành 33 loại khác biệt pháp khí. Hắn không ngừng đem pháp khí lắp ráp, giải thể. Trước mắt chuôi này, Trung Yên Thánh Kiếm, còn chỉ có Thánh Kiếm, một cái tổ hợp hình thức. Nhưng thấy bọn nó tổ hợp phương thức, tương lai chúng nó khẳng định còn sẽ có có càng nhiều loại hình thái. Quả nhiên không có sai, loại này pháp khí chế tạo mạch suy nghĩ, công pháp mạch suy nghĩ, là ý nghĩ của ta không có sai. Bạch Tiền Bối xác định nói, tựa như mỗi người viết chuyện xưa sẽ có phong cách của mình, sáng tác đồ vật sẽ có bản thân tư duy phương thức. Bạch tiền bối tại tháo rời chứa mấy lần về sau, có thể phát hiện cái này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cấu tạo phương pháp, hoàn toàn là án lấy ý nghĩ của hắn tới đây chế tác. Ta khẳng định bản thân không có mân mê qua cái này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí như vậy đáp án chỉ có một. Bạch tiền bối nói, bộ này pháp khí xếp đặt thiết kế, chỉ sợ là hắn đối ứng vị kia, nghiên cứu phát minh vật lưu lại. Bản thân đối ứng vị kia, năm đó đến cùng đã làm nên trò gì? Bạch tiền bối cũng rất đau đầu, bởi vì vị kia đến cùng đã làm nên trò gì, hoàn toàn không có đã nói với hắn. Cỡ nào ác liệt tính cách ha, rõ ràng hai chúng ta có được đoạn lớn giống nhau trí nhớ, tính cách làm sao lại tranh lệch nhiều như vậy. Không thể cùng ta, vui mừng chuyện cười, vui mừng ngủ, vui mừng thu mấy cái sủng vật sao. Bạch tiền bối nói, lần nữa đem, thánh kiếm, thu hồi về sau, hắn sờ sờ cầm suy tư. Bạch, người cút ra đây cho ta, hôm nay ta nhất định phải non chết ngươi lúc này tà liên thế giới cửa vào chuyển đến quả cầu kim loại lỏng giống to âm thanh quả cầu kim loại lỏng phát hiện mình đột nhiên đã mất đi một đoạn trí nhớ hắn luôn cảm giác đoạn này trí nhớ rất trọng yếu nhưng vì cái gì đoạn này trí nhớ không hiểu thấu không còn hắn thuyên chuyển bản thân cửu u chúa tể quyền hạn ý đồ trở lại như cũng mất trí nhớ trải qua nhưng không thu hoạch được gì vậy là hắn nổi giận đùng đùng chạy đến tà liên thế giới bên cạnh hướng một vị khác cửu u chúa tể, bạch, phát khởi gào thét. Đối với quả cầu kim loại lỏng mà nói, vô luận trên cái thế giới này xảy ra chuyện gì chuyện xấu, vậy nhất định đều là bạch sai. Dù sao đến khiêu khích bạch, tuyệt đối sẽ không có sai. Thực xin lỗi, người muốn tìm, bạch, đang tại bế quan bên trong, xin sau lại liên hệ. Bạch tiền bối dắt cuống họng kêu lên. Đi ra, đi ra cho ta, ta đã mất đi một đoạn trí nhớ rút cuộc là cái gì đi ra cho ta, chúng ta thật tốt chiến một trận. Quả cầu kim loại lỏng hét lớn. Kỳ quái, người đã mất đi một đoạn trí nhớ chơi ta chứng sự tình. Tìm ta làm gì vậy? Bạch tiền bối có chút trột dạ nói. Quả cầu kim loại lỏng, chỉ cần có sai, vậy nhất định đều là lỗi của ngươi. Dù sao ngươi đi ra cho ta, chúng ta đại chiến một trận. Ngươi đây là cái gì cường đạo logic? Bạch tiền bối phiền muộn nói. Quả cầu kim loại lỏng, cút ra đây cho ta, hôm nay giữa ngươi và ta đã định trước chỉ có thể lưu lại một cái. Bạch tiền bối vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn đang nhìn mình trong tay, trung yên thánh kiếm. Ừ, có muốn thử một chút hay không mới bảo kiếm uy lực. Đánh thì đánh, ta chả lẽ lại sợ ngươi, đem tà liên thế giới cửa vào cởi bỏ. Bạch tiền bối nói, một trận cửu u chúa tể cuộc chiến, lần nữa kéo ra mở đầu. Bên kia, tại bá nho huyền ma lần nữa bị ném vào thiên đạo phòng tối về sau, chư thiên vạn giới tu sĩ, cửu u thế giới tà ma lại dần dần quên mất sự hiện hữu của hắn. Thậm chí cùng tống thư hàng chuyện có liên quan đến, cũng bắt đầu biến trong suốt. Bao gồm hắn hiển thánh, giảng pháp quá trình. Nhưng mà hay bởi vì, mà tiền hiển thân, đồng dạng có được một năm, thiên hạ không người không biết quân, công hiệu. Vì vậy, biến trong suốt trí nhớ, lại sẽ một lần nữa khôi phục một ít mơ hồ ấn tượng. Kỳ quái, ta nhớ được ta vừa rồi đang nghe giảng pháp đi, một vị tân tấn bát phẩm tại giảng pháp. a a a bụng của ta là chuyện gì xảy ra? đau quá đau quá. bá nho huyền ma giảng pháp kết thúc sau. a a a cái này cảm giác kỳ diệu là chuyện gì xảy ra? ta mang thai. ai là bá nho huyền ma? ta mang thai con của hắn. ngày hôm nay, chư thiên vạn giới tu sĩ đều một mực nhớ kỹ bản thân mang thai bá nho huyền ma hài tử sự tình. nhưng bá nho huyền ma dài dạng gì? lại không người có thể nhớ lại chư thiên vạn giới tu sĩ trong lòng bóng mở lại một lần nữa mở rộng thiên đạo phòng tối ta đã trở về tống thư hàng khua tay nói hoan nghênh trở về thư hàng tô thị a thập lục nói tống tiền bối người vừa rồi đã chạy đi đâu vũ nhu tử nói người vừa rồi đi độ kiếp rồi bạch tiền bối phân thân liếc mắt liền thấy tống thư hàng cảnh giới tăng lên tống thư hàng nhẹ gật đầu lại bị kéo vào đến vân tước từ tiên tử ma kiếp thế giới, một lời khó nói hết. suốt lời, hắn nhìn qua bạch tiền bối phân thân, đột nhiên trong lòng khẽ động, hỏi bạch tiền bối, người có nghĩ tới hay không muốn làm thiên đạo? Đương nhiên a à, tu sĩ mục tiêu liền là trở thành thiên đạo nha. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, nếu có một ngày bạch tiền bối người cảm giác làm thiên đạo lúc ngán phía sau lời nói. Trường 1373, Tống Tiền Bối người kình đan là ăn quá mập. Còn là mang thai. Bạch tiền bối trả lời, ta lại không có làm qua thiên đạo, cũng không biết mình làm chán ngấy thiên đạo về sau, sẽ làm gì. Ừ, cảm giác lấy tính cách của ta, sẽ phải bản thân tìm chuyện thú vị đi làm đi. Như bên người không có chuyện thú vị, vậy bản thân chế tạo niềm vui thú. Cái kia bạch tiền bối, người biết sẽ không lựa chọn tạm rời cương vị công tác thiên đạo gì đó. Tống Thư Hàng suy đoán hỏi. Làm sao có thể? bạch tiền bối quyết đoán trả lời thật vất vả đã thành thiên đạo tại sao phải tạm rời cương vị công tác đã thành thiên đạo về sau mới có thể chơi rất nhiều phổ thông tu sĩ muốn chơi lại không biện pháp đồ chơi vũ trụ lớn như vậy chư thiên vạn giới lớn như vậy đồ chơi tốt khẳng định vô cùng vô tận có nhiều chỗ chỉ có thiên đạo có thể đi vào phổ thông tu sĩ căn bản không cách nào tiến nhập tỉ như chúng ta bây giờ chỗ thiên đạo phòng tối còn có càng nhiều tương tự địa phương nếu như tạm rời cương vị công tác lời nói, sẽ càng không thú vị đi. Có đạo lý, Tống thư hàng sờ sờ cầm nói. Thiên đạo giống như là có được quyền hạn tối cao tồn tại, có thể đi vào tất cả che giấu địa đồ. Mà tạm rời cương vị công tác lời nói, có những thứ này che giấu địa đồ liền không cách nào tiến nhập. Vì vậy, đếm ngược thứ hai vị thiên đạo, nghi là Bạch Tiền Bối đối ứng cái vị kia, cái gọi là chơi chán, không muốn chơi có thể hay không cũng có nội tình khóa trước nhiều như vậy thiên đạo, thậm chí nghĩ lấy theo thiên đạo, vị trí bên trên giấy ruộng đi ra. Thiên đạo vị trí này, chỉ sợ không như mọi người trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Trong đó có lẽ là cái hố to. Hoặc là, chỉ có chạm đến thiên đạo trên vị trí này về sau, mới có thể chứng kiến cao hơn, chỗ xa hơn, đã có được mục tiêu lớn hơn nữa về sau. Khóa trước thiên đạo mới có thể nghĩ biện pháp theo vị trí bên trên tạm rời cương vị công tác đi xuống, tiếp đó nghĩ biện pháp mưu cầu, vượt qua thiên đạo cảnh giới. Hay hoặc là, trở thành thiên đạo phía sau một bộ phận thiên đạo, đạt được đến mình muốn, bất hủ thuộc tính, về sau, liền sẽ theo thiên đạo vị trí bên trên chạy trốn, tiếp tục đi làm bản thân muốn làm chuyện cần thiết. Tỷ như, có được một khối bất hủ cốt phân tước từ tiên tử. Đúng rồi, thư hàng ngươi làm gì thế đột nhiên hỏi vấn đề này. Bạch tiền bối hiếu kỳ nói. Một bên vũ nhu tử đột nhiên nhấc tay nói, bạch tiền bối, người chưa phát giác ra, người bản thân chính là thiên đạo con ruột sao? Bạch tiền bối, thư hàng, người tấn chức ngũ phẩm rồi hả? Một bên tô thị a thập lục chú ý tới tống thư hàng bây giờ trạng thái. Tại tống thư hàng chỗ nghi tâm, kim sắc tinh thần lực như ẩn như hiện. Đây là hắn tấn chức ngũ phẩm về sau, tinh thần lực thoáng cái tăng lên mảng lớn, không cách nào tùy tâm sở dục điều khiển, dẫn đến tinh thần lực tiết ra ngoài. Trừ điều đó ra, tống thư hàng trong cơ thể tiên thiên chân nguyên sinh ra lột xác, hóa thành ngũ phẩm linh hoàng linh lực. Trong cơ thể hắn kim đan bắt đầu chậm rãi cải tạo nhục thể của hắn, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, kim đan cùng linh lực sẽ để cho ngũ phẩm tu sĩ nhục thân tiến hóa cuối cùng đúc thành linh hoàng thể. Ngũ phẩm chính là một cái đường danh giới. Đối với tu sĩ mà nói, nhất phẩm là một cái khảm, là tu sĩ cùng người bình thường phân chia ra, chính thức tiến nhập, siêu phàm, hình thức. Nhị phẩm cũng là khảm, cảnh giới này về sau, tu sĩ lực lượng trong cơ thể theo hư ảo khí huyết lực lượng hóa thành chân khí, thọ nguyên càng là thoáng cái tăng lên tới 200 năm trở lên. Ngũ phẩm cảnh giới thì là rãnh trời, một viên kim đan định đại đạo, kim đan trở thành tu sĩ hạch tâm, đem tiên thiên chân nguyên toàn bộ chuyển hóa làm, linh lực. Tại cảnh giới này, tu sĩ đã siêu thoát ngũ cốc luân hồi. Đặc biệt là, linh hoàng thể, là tu luyện giả cùng người bình thường lớn nhất đường danh giới. Ngũ phẩm tu sĩ cùng người bình thường khác nhau, tại nhân loại tu sĩ trên thân biểu hiện không quá rõ ràng nhưng theo yêu tu trên thân cũng có thể thấy được cái này một đẳng cấp trọng đại biến hóa ngũ phẩm đại yêu mới có thể hóa hình đây đã là sinh mệnh hình thái bên trên biến hóa đúng vậy a à, tại vân tước tử tiên tử thiên kiếp mà kiếp dày vò xuống ta bị cưỡng ép tăng lên tới ngũ phẩm cảnh giới tống thư hàng lòng còn sợ hãi lần này ngũ phẩm thiên kiếp nếu không phải tại bạch tiền bối địa bàn còn thật không biết sẽ độ thành cái gì bộ dáng. Ít nhất tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là không cần nghĩ. Nói không chừng còn sẽ độ kiếp thất bại, hóa thành cho bụi. Dù sao độ kiếp phía trước, hắn cái gì cũng không có chuẩn bị. 4 tháng rưỡi ngũ phẩm, Bạch Tiền Bối sờ sờ cầm nhìn qua Tống Thư Hàng. Chờ ra, Thiên Đạo phòng tối Cửu Châu nhất hào quần bên trong đạo hữu biết rõ Tống Thư Hàng đã ngũ phẩm tin tức, áp lực phải nhiều đến bao nhiêu. Tống Tiền Bối quả nhiên ngươi mới là thiên đạo con ruột. Vũ nhu tử đạo, dứt lời, nàng đột nhiên lại cảm ứng được cái gì, bá. Bá nho huyền ma. Tô thị A thập lục thì có chút lo lắng nói, không có tai họa ngầm đi. Bá, bá nho. Tống thư hàng. Phía trước cái kia bá chữ, có thể đừng niệm hai lần sau. Không cần lo lắng, ta trạng thái coi như cũng được, đạo tâm của ta cũng có thể chống đỡ ở. Mặt khác, các người cũng nhìn thấy, ta nhiều hơn cái ma hiệu, bá nho huyền ma. Đây là đã vượt qua ma kiếp ban thưởng, Tống Thư Hàng thở dài nói. Ta có phải hay không lại bỏ lỡ đặc sắc sự tình? Vũ Nhu Tử một mặt tiếc nuối, lại hỏi, đúng rồi, Đan Văn đây. Tống tiền bối người một chút cũng không có chuẩn bị lời nói, Đan Văn phương diện không có vấn đề đi. Tống Thư Hàng trả lời, kim đan của ta trạng thái tương đối đặc thù, ta hoài nghi ta vốn là không văn kim đan à. Không văn, làm sao có thể, kim đan ít nhất đều là nhất văn đi. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng nói, không văn kim đan là tồn tại, ừ. Bạch tiền bối người biết không văn kim đan sao? Bạch tiền bối cùng bạch tiền bối hai bên, có rất dài nguồn gốc. Bạch tiền bối năm đó là không văn kim đan, cái kia bạch tiền bối rất có thể cũng là không văn kim đan mới phải. Ta không biết, cũng chưa từng nghe qua không văn kim đan. Bạch tiền bối lắc đầu. Bạch tiền bối ngươi là bao nhiêu văn kim đan, ta một mực không có nghe trong nhóm người nói về. Tô Thị A thập lục hiếu kỳ hỏi. Bởi vì kim đan của ta tương đối đặc thù, vì vậy ta một mực không cùng trong nhóm người nhấp lên qua. Bạch tiền bối trả lời, nhưng mà kỳ thật nói ra cũng không có, ta lúc ấy đan văn số lượng là 10 văn. Tô Thị A thập lục sướng sờ, trên kim đan long văn, nhiều nhất không chỉ có 9 văn sao. Cửu văn là hạn mức cao nhất, coi như là năm đó rất sâu, một cái treo lên đánh chư thiên vạn giới nho ra thánh nhân, ngũ phẩm kim đan thời điểm cũng là cửu văn cảnh giới. Bạch tiền bối mười văn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch tiền bối sờ sờ cầm nói, năm đó ta tấn chức ngũ phẩm lúc, thật vất vả vượt qua thiên kiếp, đem hư đan ngưng tụ là kim đan, tiếp đó tự đợi đến đan văn xuất hiện. Nhưng ta đan văn xuất hiện rất chậm, kim đan một mực ở biến hóa, xoay tròn. Tiếp đó, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, công đức xà mỹ nhân cùng trong bụng xích tiêu kiếm, tất cả đều vểnh tai lắng nghe bên dưới. Tiếp đó, ta cảm giác ngồi chờ đan văn xuất hiện có chút lãng phí thời gian. Vậy là, ta liền bế cái quan, cái này một bế, liền là hơn một năm thời gian. Chờ ta theo bế quan trong trạng thái tỉnh lại thì, xem xét dưới kim đan của mình. Tiếp đó phát hiện được ta trên kim đan có 10 đầu đan văn. Ta lúc ấy cho là mình đếm sai rồi, nhưng lặp đi lặp lại đếm mấy lần, còn là 10 đầu. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng vô thức nói, Bạch Tiền Bối, người thứ 10 đầu đan văn, có phải hay không là người nào vẽ lên đi? Phù, đan văn loại vật này làm sao vẽ? Bạch Tiền Bối cười nói, dùng bút họa, hơn nữa còn không phai màu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nói, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta đan văn liền là người khác vẽ lên đi. Vũ Nhu Tử, ha ha. Tô Thị A Thập Lục, ha ha. Kim đan của ta có chút cổ quái, không biết vì cái gì, lúc ấy ta tứ phẩm thời điểm ngưng tụ hư đan là mập cá voi bộ dáng tống thư hàng nói tô thị a thập lục cùng bạch tiền bối đều nhẹ gật đầu việc này hai người cũng biết tiếp đó ta ngũ phẩm thời điểm phi kình hư đan biến thành mập kình kim đan phía trên có ba đầu đan văn tống thư hàng lại nói tô thị a thập lục nghi ngờ nói vậy ngươi lúc trước kêu không văn kim đan là có ý gì vũ nhu tử chỉ có ba đầu không có khả năng a lấy tống tiền bối 4 tháng rưỡi ngũ phẩm cảnh giới, thiên phú lại kém cũng không có khả năng chỉ có ba đầu kim đan long văn. Tống tiền bối thiên phú tuyệt đối sẽ không quá kém. Nếu như một mình thật không có một chút tu luyện thiên phú lời nói, dù là cho hắn vô hạn tài nguyên, cũng không thể nào làm được 4 tháng rưỡi ngũ phẩm loại này kỳ tích. Tống Thư Hàng trả lời, cái này ba đầu đan văn cũng không phải của chính ta, một cái là của ta, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cho ta gia tăng, một cái là công đức xả mỹ nhân cùng thánh ấn cho ta tăng thêm còn có một đầu là nho gia kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công tăng thêm nói cách khác ngoại trừ ba người này tăng thêm bên ngoài ta bản thân không có một đạo long văn không văn kim đan có cái gì đặc thù hiệu quả tô thị a thập lục hỏi có lẽ rất đặc thù nhưng mà đã cùng ta không quan hệ ta bây giờ là cửu văn lúc trước độ kiếp địa phương là mà kiếp thế giới vừa vặn là vị nào địa bàn tiếp đó, vị kia xuất thủ cho ta bổ sung sáu đầu long văn. Dùng bút họa bên trên, Tống Thư Hàng nói, cái này đều được, Tô Thị A Thập Lục chỉ cảm thấy tin tức mức độ to lớn, thế giới quan của nàng có chút sụp đổ. Bạch tiền bối nghe vậy, sờ sờ cầm rơi vào trầm tư. Đan văn, vẽ lên đi. Không văn kim đan. Người lúc đương thời không hỏi qua vị kia, lại để cho hắn cho người vẽ cái mười long văn à. Bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng đột nhiên sững sờ. Đúng vậy, nếu như đan văn có thể vẽ lên đi lời nói, nói không chừng có thể vẽ cái 10 long văn, 11 long văn, thậm chí nhiều hơn. Trước mắt bạch tiền bối liền là ví dụ, đột phá 9 cái này cực hạn 10 long văn A. Ta không vấn đề, ta chỉ cho rằng cửu long văn là cực hạn, vì vậy chỉ cần cửu long văn. Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài, ta cảm giác ta bỏ lỡ một cái đại cơ duyên. Tống Tiền Bối, người cái kia, vẽ cửu long văn, có thể để cho ta xem một chút không? Vũ nhu tử lòng hiếu kỳ phát tác. Tống thư hàng nghe vậy, cười hì hì, người muốn nhìn sao? Vậy ngươi đem tinh thần lực lượng đưa lên đến trên người ta, ta dẫn dắt tinh thần lực của ngươi, nội thị ta kình đan. Hi 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 hi, muốn xem, muốn xem, vũ nhu tử nói. Tô thị A thập lục, thư hàng, người cười có chút lạ. Không có gì, một lát thập lục ngươi cũng tiến đến nhìn xem kim đan của ta đan văn. Quá thú vị, Tống Thư Hàng nói. Một lát sau, Vũ Nhu Tử đem tinh thần lực lượng phóng xuất ra, rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Tống Thư Hàng thì dẫn dắt Vũ Nhu Tử tinh thần lực, tiến nhập nội thị trạng thái, qua vào kình đan chỗ. Ồ, Tống Tiền Bối, người kình đan là ăn quá mập, còn là mang thai. Vũ Nhu Tử nói, chương 1374, ngươi, còn là A Thập Lục, đúng không? Không có gì, ta đều nói qua, ta cá voi mập là mập cá voi, vốn là lớn lên mập mạp. Năm thảo, ta kình đan xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước còn là thật tốt đó a. À. Tống Thư Hàng nói được một nửa thời điểm, thấy được bản thân mập kình kim đan, lập tức liền mộng bức. Ta mập cá voi tuy rằng trước kia đã mập, nhưng hiện tại mập mạp hơi quá đi. Cái kia bụng dưới cao cao nổi lên, quá rõ ràng, phảng phất như là mang thai. Hiệu quả như vậy, là nhìn là mang thai hiệu quả. Hắn lúc ấy nhập mộng, tạo hóa tiên tử, nhân sinh thời điểm liền chúng nhau ra thánh nhân hai phát nhìn là mang thai tuy rằng lúc ấy mang thai đều là tạo hóa tiên tử nhập mộng thể nhưng nói không chừng bản thể hắn cũng có ảnh hưởng đến hoặc là nói là hắn tại giảng pháp lúc dùng nhìn là mang thai tiếp đó hắn kình đan liền mang thai quả thực gặp quỷ rồi có thể là ăn quá mập đi tống tiền bối kim đan long văn đây vũ nhu tử lại hỏi so sánh với mang thai kim đan nàng càng muốn nhìn một chút cái kia, vẽ lên đi kim đan long văn. Chờ một chốc lát, Tống Thư Hàng nói. Hai người lúc này giao lưu, là tinh thần ý thức bên trên giao lưu. Đón lấy, Tống Thư Hàng tạm thời đem, kình đan mang thai, sự tình để một bên. Hắn ý niệm khẽ động, kình đan bên trên bọc thép từ từ mở ra. Kim đan bọc thép, như vậy khóc, vũ nhu tử hai mắt sáng lên. Quay đầu lại có muốn hay không cùng A à cha hỏi một chút, có hay không có lại để cho kim đan biến dị biện pháp. Hay hoặc là nghĩ biện pháp chơi đùa cái kim đan bọc thép đi ra. Đương nhiên, vũ nhu tử cái này ý niệm trong đầu cũng liền chợt lóe lên. Kim đan bọc thép thành từng mảnh tản ra, lộ ra một mảnh dài hẹp trắng kiện kim đan long văn. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, trung yên thánh kiếm, cửu tu phượng hoàng đao, công nước xà mỹ nhân cộng thánh ấn, viễn cổ thánh viên cộng nho ra kinh thư nho ra thánh nhân chi nhãn, hạch tâm thế giới hoa sen, 33 thú tổ hợp mà thành mập cá voi. Mỗi một đầu long văn đều vô cùng có đặc sắc, vũ nhu tử sau khi thấy, tâm ngứa vô cùng. Hận không thể bản thân ngưng tụ đan văn cũng có thể có nhiều như vậy đặc sắc. Kế tiếp là đề cửu đạo long văn, đạo này long văn siêu cấp có đặc sắc. Tại quan sát phía trước, người trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tống thư hàng cười hắc hắc nói, hắn ý niệm khẽ động, mở ra cuối cùng một đạo long văn bên trên bọc thép chuẩn bị tâm lý, Vũ Nhu Tử Hiếu Kỳ nhìn về phía cuối cùng một đạo kim đan long văn. Tống thư hàng càng là nói như vậy, nàng lại càng là hiếu kỳ, vậy là cẩn thận thưởng thức cuối cùng một đạo long văn. So sánh với phía trước tám đạo long văn, cuối cùng này một đạo long văn muốn tinh tế một ít, càng thon dài một ít, long văn phong cách vẽ nhiều hấp dẫn. Làm Vũ Nhu Tử nhìn chằm chằm vào long văn quan sát thời điểm, đột nhiên, một vị chân dài tiểu tỷ tỷ hình tượng xuất hiện ở trước mắt nàng vị tiểu thư này tỉ tóc dài tới eo, da trắng, chân dài. Không phải nàng khoe khoang, vị tiểu thư này tỉ lớn lên cũng xinh đẹp, một thân thanh xuân tịnh lệ cách ăn mặc. Ồ, 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 vũ nhu tử tinh thần lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Vị này bắp chân dài tiểu tỉ tỉ, không phải là nàng sao? Tại sao có thể như vậy? Tống tiền bối tại trên kim đan cuối cùng một đạo long văn bên trong, vẽ lên nàng. Cái này quá đột nhiên tống 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 tiền bối vũ nhu tử có chút thất kinh nàng không hề chuẩn bị bị lớn như vậy trùng kích nói chuyện đều cả lâm tuy rằng nàng cùng tống tiền bối rất hợp duyên hai người nói cũng rất vui sướng hơn nữa hai người đều ẩn ẩn có tìm đường chết thừa số rất hợp tới đây thế nhưng nàng cùng tống tiền bối cùng một chỗ thời gian tương đối ít nha nàng một mực cảm giác mình cùng tống tiền bối ở giữa cảm xúc là rất bình thường tiền bối hậu bối quan hệ nhưng hiện tại tống tiền bối đem nàng khác vào kình đan long văn bên trong đây là ý tứ kia sao vũ nhu tử khẩn trương đều nói không ra lời không biết muốn làm sao đối mặt với chuyện này như thế nào đây kích thích không tống thư hàng hỏi vũ nhu tử hoảng loạn nói cái kia cái kia tống tiền bối ta ta không biết phải nói gì chúng ta hai bên có thể hay không quá là nhanh ta còn không có chuẩn bị tâm lý hi 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 người nhìn thấy gì Tống Thư Hàng dương dương đắc y nói. Nhìn thấy gì, thấy được ta nha, vũ nhu tử sóng tinh thần động còn là rất lớn. Nhưng mà, nghe được Tống Thư Hàng tựa hồ, trong lời nói có chuyện nàng thoáng bình tĩnh một chút. Hi hi, chứng kiến chính ngươi là được rồi. Cái này để cửu Long Văn, là chiếu rõ ta thuộc tính. Ừ, giải thích tương đối phiền toái, kỳ thật nói trắng ra là, cái này choáng nha liền là một mặt tấm gương. Ngươi nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, có thể chứng kiến chính ngươi đáng yêu không, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử, kích thích không, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử sóng tinh thần động, rốt cuộc dần dần bình tĩnh. Sau một lúc lâu, nàng nói Tống Tiền Bối, Tam Lãng Tiền Bối sẽ khóc. Cùng Tam Lãng Tiền Bối có quan hệ gì, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Ta cảm giác, Tam Lãng Tiền Bối tìm đường chết chi vương vương tỏa sớm muộn muốn bị người cướp. Nhưng mà, tốt kích thích, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói đang nhìn đến tống thư hàng kim đan cuối cùng một đạo đan văn bên trong là mình thời điểm, nàng liền lời nói đều biến cả lăm. Toàn bộ quá trình hiện tại nhớ lại, kích thích không muốn không muốn. Thú vị, đáng yêu, cùng theo tống tiền bối đi ra tới đây mạo hiểm quả nhiên là lựa chọn chính xác. Vũ Nhu tử ý chí chiến đấu ngẩng cao nói, lần sau có cơ hội, ta còn muốn cùng tống tiền bối đi ra tới đây chơi. Ha 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 ha, cái này để cử văn hiệu quả, Người trước không muốn báo tố Bạch tiền Bối cùng A Thập Lục, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, ta mang A Thập Lục cùng Bạch tiền Bối tiến đến." Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử nói, "Không có vấn đề, ta cam đoan sẽ không nói ra." "Dạng này mới có thú vị a." À. Tống Thư Hàng, hi hi hi. Vũ Nhu Tử, hi hi hi. "Đi, chúng ta đi ra ngoài trước." Tống Thư Hàng nói. "Vũ Nhu Tử, đáng tiếc, có thể đi vào khí hải đan điền nhìn kình đan đan văn chỉ là tinh thần lực." không phải hình ảnh. Nếu như hình ảnh có thể hiện ra, tiếp đó quay chụp đi xuống, nhất định rất thú vị. Tống thư hàng, đúng vậy a, à, đáng tiếc. Đúng rồi, Tống Tiền Bối, nếu như Bạch Tiền Bối đến lúc đó một kích động, ngã làm sao bây giờ? Vũ Nhu Tử có chút lo lắng nói. Tống thư hàng, yên tâm, lấy Bạch Tiền Bối tính cách, hắn coi như là nhìn thấy loại chuyện này, có lẽ cũng sẽ rất bình tĩnh mới đúng. A à thập lục đây, nàng sẽ không bị đến kích thích rút đao chém người. Vũ Nhu Tử lại hỏi. Tống Thư Hàng, có lẽ, sẽ không mới đúng. Một lát sau, Vũ Nhu Tử tinh thần lực theo Tống Thư Hàng kim đan vị trí rút về. Tô Thị A Thập Lục Hiếu kỳ hỏi, Vũ Nhu Tử, nhìn thấy gì? Vũ Nhu Tử nghiêm trang, nàng vỗ nhẹ nhẹ Tô Thị A Thập Lục, dùng nghiêm túc giọng nói, đi thôi, chính ngươi đi xem đi. Tô Thị A Thập Lục. Vậy là, tại một mặt nghi hoặc bên trong, Tô Thị A thập lục tinh thần lực bỏ vốn tống thư hàng kim đan thế giới. Cùng Vũ Nhu Tử, nàng vốn là xem xong rồi tống thư hàng phía trước tám đạo Long Văn. Cuối cùng một khắc, tống thư hàng từ từ mở ra trên kim đan đệ cửu Long Văn bọc thép. Sau một khắc, Tô Thị A thập lục cũng nhìn thấy cái kia đối lập mảnh khảnh Long Văn. Đồng dạng, tống thư hàng tại bày ra đệ cửu Long Văn phía trước, trước hết để cho Tô Thị A thập lục chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đạo này Long Văn có cái gì chỗ đặc thù sao? Tô Thị A thập lục hỏi, cảm giác Tống Thư Hàng hướng nàng giới thiệu đạo này Long Văn Lúc, có loại trò đùa dai cảm giác. Người nhìn chầm chầm vào hắn nhìn, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. A thập lục tiếp tục nhìn chầm chầm vào này đệ cửu Long Văn. Một lát sau, tại trong mắt nàng này Kim Long Long Văn hoạt động, trông rất sống động Kim Long đẳng vân giá vũ. Đón lấy, này Kim Long trên thân màu sắc một chút rút đi, biến thành một cái xinh đẹp bạch long người đệ cửu long văn sẽ phai màu tô thị a thập lục nghi hoặc hỏi gì đó tống thư hàng một mặt mộng bức Ồ, phản ứng của ngươi thật kỳ quái người đệ cửu long văn đột nhiên hoạt động tiếp đó phai màu tô thị a thập lục nói tống thư hàng a thập lục nhìn thấy là cái gì quỷ a đây không phải chiếu rõ ta long văn sao a thập lục chứng kiến này long văn lúc không phải là chứng kiến đáng yêu chính nàng sao long văn phai màu là cái gì thao tác kỳ quái, chẳng lẽ là đệ cửu Long Văn mất đi hiệu lực rồi hả? Tống Thư Hàng nói thầm, hắn thông qua nội thị, nhìn chằm chằm vào đệ cửu Long Văn. Sau một khắc, đệ cửu Long Văn chiếu dọi ra một vị tóc màu lam thiếu niên bộ dáng. Không có sai, là hắn hình dạng của mình. Tuy rằng hắn hiện tại đem đầu tóc cho cạo sạch, nhưng đệ cửu Long Văn như trước có thể chiếu dọi ra, chân thực Tống Thư Hàng, bộ dáng. Không có vấn đề A, à? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Tô thị A thập lục, người cái này đệ cửu Long văn, có cái gì đặc thù hiệu quả? Chiếu rọi ra ta năng lực a, liền là giống như một mặt tấm gương, có thể chiếu rọi ra chứng kiến Long văn người bản thân mình tới đây. Tống thư hàng dứt lời, đột nhiên có chút dừng lại. A thập lục thấy được Long văn phai màu, biến thành một cái bạch long. Nếu như đệ cửu Long văn, hiệu quả không có mất đi hiệu lực, cái kia A thập lục nhìn thấy cái kia, phai màu kim long sẽ không phải là chính nàng. Tống Thư Hàng ý niệm trong đầu khẽ động thời điểm, Tô Thị A Thập Lục tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Tinh thần lực của nàng bắt đầu bất an kịch liệt chấn động lên, loạn thành một bầy. Tống Thư Hàng, hắn cảm giác mình đùa lửa đau quá đầu. Hắn dù sao không phải tam lãng tiền bối, làm mà không chết là một loại thiên phú, rất hiển nhiên hắn không có. Người đoán đến, Tô Thị A Thập Lục tinh thần lực lại bắt đầu bằng phẳng đi xuống, nàng nhẹ nhàng nói ra. Tống Thư Hàng nói, ừ, không nghĩ tới A Thập Lục ngươi là long tộc công chúa. Thiên Hà Tô Thị, là long tộc huyết mạch sao? Thư Hàng, người kẻ đại lừa gạt, không muốn nghiêm trang nói hưu nói vượn á. Tô Thị A Thập Lục nở nụ cười. Tống Thư Hàng, kỳ thật cũng không có á, ta cũng không phải là có ý muốn gạt mọi người. Chỉ là cảm giác loại chuyện này cũng không cần phải đi giảng. Tô Thị A Thập Lục chậm rãi nói, lần trước tứ phẩm thiên kiếp sau khi thất bại, Người cho ta mang về long cốt khô đằng. Ban đầu chỉ là chứa trị ta thiên kiếp thương thế, nhưng mà đang phục dụng xuống long cốt khô đằng về sau, ta đã xảy ra một ít biến hóa. Ta hóa rồng, chỉ là hóa rồng đơn giản như vậy sao? Tống thư hàng nói, nếu như chỉ là hóa rồng đơn giản như vậy, lời nói cái kia tô thị a thập lục soi vào gương thời điểm, ít nhất còn có thể soi sáng ra tô thị a thập lục một ít bộ dáng mới đúng. Ngươi còn là a thập lục đúng không? Tống Thư Hàng tinh thần lực, phát ra thanh âm trầm thấp. chương 1375, người cái này mài người sữa đậu nành máy. Ừ, ta còn là A Thập Lục, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tô Thị A Thập Lục nhẹ giọng trả lời. Nghe được Tô Thị A Thập Lục khẳng định sau khi trả lời, Tống Thư Hàng thoáng an tâm một ít. Hắn nhẹ gật đầu, lại đề nghị nếu không, một lát sau khi rời khỏi đây, lại để cho Bạch Tiền Bối cho ngươi thêm kiểm tra một chút. Tốt, theo ngươi, Tô Thị A Thập Lục cười nói. Nàng còn là nàng, coi như là hóa rồng, còn là Tô Thị A Thập Lục. Vì vậy, kiểm tra các loại, cũng không có vấn đề gì. Tại cảm giác được Tống Thư Hàng còn có chút lo lắng bộ dạng thời điểm, trong nội tâm nàng ấm áp, bổ sung ta, hóa rồng, hình thức, kỳ thật cùng ngươi công nước xả mỹ nhân trạng thái có chút tương tự. Bạch Long lấy tương tự công đức thân thể bộ dáng phụ tại trên người của ta, chữa trị thiên kiếp của ta thương thế, cho ta cung cấp trợ giúp. Thì ra là thế, nhưng mà vì cái gì ngươi chiếu giỏi, chân ngã, lúc, hiện ra chính là Bạch Long. Mà không có xuất hiện ngươi bản thể bộ dáng. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Công đức xà Mỹ nhân nhập vào thân hắn, chiếu chân ngã, lúc, soi sáng ra là chính bản thân hắn, mà sẽ không soi sáng ra thăng phần trăm ít tiên tử bộ dáng nha. Tống Thư Hàng dứt lời, lại nhìn một cái bản thân đệ cửu Long Văn. Ta ích, tinh thần của hắn cùng kịch liệt sóng gió nổi lên chỉ thấy tại để cửu long văn chiếu rọi đi ra trong tấm hình hiện lên một vị thân hoa lệ phượng bào lấy mê người tư thế nằm nghiêng tại trên ghế rồng thân ảnh phong độ tư thái vô hạn đúng là công đức xà mỹ nhân nhưng mà lúc này nàng không phải đuôi rắn trạng thái nàng cái kia trắng nõn bắp chân theo phượng bào bên trong thỏ ra mỗi một viên ngón chân đều trắng nõn trong veo như nước vọng thiên vừa rồi không phải là thật tốt sao làm sao đột nhiên chiếu dọi ra lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, bộ dáng. Chẳng lẽ để cửu long văn cái gọi là, chân ngã, chỉ là lẫn nhau tùy tâm sinh. Bản thân cho là mình là cái gì, liền sẽ biến thành cái gì. Nếu như ta thôi miên mình là một cái siêu nhân lời nói, sẽ sẽ không xuất hiện cái siêu nhân hàng tới đây. Trong tấm hình, thăng phần trăm ích tiên tử đối với tống thư hàng mở chừng hai mắt, tiếp đó nàng duỗi lưng một cái. Phượng bào hoàn toàn không cách nào che giấu nàng tốt dáng người duỗi xong lưng mỏi về sau, nàng đột nhiên theo trên ghế rồng lăn đi xuống, a a a a. Đã lâu bốn tiếng giọng, thư hàng kiểu kêu thảm, âm thanh. Tiếp đó, trong tấm hình thăng phần trăm ích tiên tử nghẹo đầu, chết rồi. Tống thư hàng, lá gan đau quá, tâm cũng có chút nhét nhét. Thăng phần trăm ích tiên tử cúp về sau, để cửu long văn bên trên hình ảnh lại là biến đổi. Một vị đang mặc đạo bào rách nát tiên tử, ngồi ngay ngắn ở hoa sen bên trên, đầu nàng trọi đạo quan siêu siêu vẹo vẹo, lại để cho bắt buộc chứng người bệnh sẽ nhịn không được muốn đem nàng đạo quan chỉnh ngay ngắn. Tiên tử đỉnh đầu, có một vòng, trường sinh giả trăng tròn ẩn chứa nàng trường sinh chi đạo quang huy. Trình lâm tiên tử Trong tấm hình, trình lâm tiên tử mở ra đôi mắt đẹp. Trình lâm con mắt xinh đẹp cực kỳ, phảng phất như là bầu trời đêm vô cùng sáng ngời ánh sao sáng, làm cho tâm thần người đều bị hấp dẫn, thật sâu rơi vào đi cái chủng loại kia mở to mắt về sau, trình lâm tiên tử rũi ra tay phải của mình, che lại bản thân cặp môi đỏ mọng. Mỹ nhân thẹn thùng rụt rè, che miệng mà cười bức vẽ. Quá ngây thơ rồi. Thẹn thùng trình lâm, không tồn tại. Ba trình lâm đưa tay hất lên, đối với Tống Thư Hàng quăng một cái hôn gió, nói yêu nhất ngươi rồi thăng phần trăm ích. Tống Thư Hàng, làm cho người ta hít thở không thông cách không tỏ tình. Tống Thư Hàng cảm giác không chỉ có là lá gan, lục phủ ngũ tạng đều có rút đau đớn. Ngay sau đó, hình ảnh lại là một hồi run run. Để cửu long văn chiếu dọi đi ra hình ảnh lại chuyển đổi đã thành long y, phượng bào thăng phần trăm ích tiên tử. Đáng yêu thăng phần trăm ích tiên tử như trước lẳng lặng nằm ở long y bên chân, yên lặng giả chết. phảng phất là cảm ứng được trình lâm viễn trình tỏ tình cùng hôn gió, nàng đột nhiên đưa tay che bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt hiển hiện một mảnh dạng mây đỏ, anh anh anh. Tống thư hàng, anh 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 là cái gì quỷ gì tiếng kêu a à. Thăng phần trăm ích tiên tử ngươi thẹn thùng phong cách vẽ thật là làm cho người ta khó chịu, so sánh dưới, còn là giả chết ngươi tương đối để cho ta thói quen. Trong lúc đang suy tư, đệ cửu long văn hình ảnh lại là một hồi run run. Trình lâm tiên tử một lần nữa xuất hiện. Không nghĩ tới đệ cửu long văn còn có loại này thần kỳ năng lực, không hổ là cửu u đại lão thủ đoạn. Trình lâm tiên tử đạo, lần này nàng rỗi ra hai tay, Tại lồng ngực của mình dựng lên cái tấm lòng yêu mến, thủ thế, đưa người A, à, thăng phần trăm ít người cái này mà người sữa đậu nành máy, chấm thích nhất người rồi. Gì đó? Sữa đậu nành máy? Tống thư hàng nhịn không được nói, cái gì phá hình dung từ A? mài người không phải tiểu yêu tinh sao? Sữa đậu nành máy là cái gì hỗn đản hình dung? Đi một bên, đừng quấy giày chấm cùng thăng phần trăm ít thân mật. Hơn nữa cùng thời điểm cấp tiến người hiểu không? Tiểu yêu tinh lại mài người có thể có sữa đậu nành máy xay lợi hại sao? Trình Lâm Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng. Hắn vậy mà không phản bác được. Không đúng, quá không đúng. Ngươi vì cái gì còn đang ở. Ngươi không phải đã bị vùi dập giữa chợ sao? Tống Thư Hàng nhịn không được hỏi. Lần trước, Trình Lâm tại đem truyền thừa giao cho, Diệp Tư, lúc, còn rất tuyệt hảo mà nói, kế tiếp nàng muốn triệt để biến mất, không hề có chuyển thế, không hề phục sinh, không hề thai ngén trùng sinh triệt triệt để để trở thành lịch sử quả nhiên trương mụ mụ nói cũng đúng nữ nhân xinh đẹp quá sẽ gạt người trình lâm miệng đầy chạy xe lửa nàng nói lời nửa chữ cũng không thể tin trình lâm tiên tử thu hồi ngược tấm lòng yêu mến dùng tay ra hiệu hai tay kết cái đạo ấn ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao ta cũng sớm đã triệt để tiêu tán chư thiên vạn giới không hề có trình lâm tiên tử trình lâm cái này đạo hiệu cũng đã từ ngươi cùng diệp tư kế thừa Gim lấy hiện tại ngươi thấy được ta đây, không còn là ta. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật bịa, tiếp tục bịa. Thiệt là, giữa người và người tín nhiệm đây, Trình Lâm tiên tử thở dài, nàng gật một cái phía sau của mình. Đón lấy, tại bên cạnh của nàng xuất hiện ngủ say Diệp Tư. Trình Lâm tiên tử đưa tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua qua Diệp Tư tóc dài, Diệp Tư trên thân, có một khối ta mảnh vỡ. Chư thiên vạn giới bên trong ta, đã triệt để tiêu tán. Thế nhưng, bởi vì Diệp Tư đối với ta mãnh liệt tưởng niệm tình cảnh, kích phát mảnh vỡ lực lượng. Vì vậy, hôm nay ngươi chỉ là Diệp Tư tưởng niệm biến thành ảo giác. Nhiều nhất, chỉ là một cô có chứ, trình lâm, bộ phận trí nhớ tưởng niệm thể mà thôi. Tống Thư Hàng không khỏi trầm mặc. Bởi vì có vết xe đổ, trình lâm nói lời, hắn người phần chỉ tin hai phần. Tốt rồi, đừng quấy giày chấm cùng thăng phần trăm ích âu yếm, chấm hiện tại chỉ là tưởng niệm thể, nói không chừng ngày nào đó Diệp Tư cùng một chỗ giường không nghĩ nữa ta, ta muốn liền biến mất không thấy gì nữa. Thời gian ít, ta muốn nhiều cùng thăng phần trăm ít tâm sự. Trình Lâm tiên tử thúc giục nói. Qua chút thời gian, ta chuẩn bị đi gặp ban văn long tiền bối. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, đến lúc đó, Trình Lâm tiên tử ngươi nói thật hay giả, ban văn long tiền bối nhất định có thể xem xét đi ra. Trình Lâm tiên tử, không quấy dày ngươi cùng lời hứa cùng chờ đợi tiên tử âu yếm, ta đi trước. Tống Thư Hàng nói dứt lời không chờ trình lâm tiên tử hồi phục hắn nhanh chóng từ nội thị trạng thái rời khỏi cùng đem tô thị a thập lục tinh thần lực cùng một chỗ mang ra thư hàng về sau đã xảy ra chuyện gì tinh thần lực của ngươi đột nhiên chấn động rất lớn tô thị a thập lục hỏi ta thấy được một ít để cho ta tâm nhét hình ảnh tống thư hàng vuốt vuốt lông mày cười khổ nói vũ nhu tử cùng nhau đi lên đối với a thập lục nói hi hi a thập lục kích thích sao Tô Thị A Thập Lục ngòn ngọt cười, ừ, rất không tồi. Vũ Nhu Tử A Thập Lục cái này nụ cười ngọt ngào là cái gì quỷ? Nàng luôn cảm giác Tô Thị A Thập Lục cùng nàng đùa không phải cùng một cái trò chơi. Hơn nữa, vừa rồi nàng liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì tinh thần kịch liệt chấn động tựa hồ là tống tiền bối bản thân, mà không phải A Thập Lục. Chẳng lẽ, A Thập Lục tại chiếu xong, để cửu Long Văn, về sau, đối với tống tiền bối làm cái gì chuyện đáng sợ? Vũ Nhu Tử không khỏi suy nghĩ xuất thần, não bổ một vạn chữ các loại nội dung cốt truyện. Khổ, thư hàng, kế tiếp đến ta. Lúc này, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Bạch Tiền Bối đã đợi hồi lâu, hắn rất ngạc nhiên tống thư hàng cái kia vẽ lên đi Long Văn là bộ dáng gì, càng hiếu kỳ lại để cho Vũ Nhu Tử đều cho rằng kích thích, để cửu Long Văn, rút cuộc là cái gì. Thế nhưng, vì duy trì bản thân Tiền Bối hình tượng, dù là nội tâm như mèo cào, hắn vẫn phải là bảo trì một mặt bình tĩnh bộ dáng. Cái này là tiền bối phong phạm nha. Lập tức tới liền, Tống Thư Hàng cười đối với bạch tiền bối nói. Bạch tiền bối cẩn thận từng ly từng tí phân ra một đám tinh thần lực, độ đến Tống Thư Hàng trong cơ thể. Hắn là bát phẩm huyền thánh thiên đạo chứng thực bản, tinh thần lực sao mà cường đại, vì vậy đem tinh thần lực lượng độ vào Tống Thư Hàng trong cơ thể thời điểm, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho làm bị thương Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng dẫn dắt bạch tiền bối cái này sợi tinh thần lực, tiến nhập kim đan nội thị trạng thái. Đồng thời, Vũ Nhu tử lặng lẽ đối với A Thập Lục làm thủ hiệu, tiếp đó hai nữ một trái một phải canh giữ ở bạch tiền bối bên người. Chỉ cần bạch tiền bối một kích động, muốn ngã lúc, các nàng có thể trước tiên đem bạch tiền bối đỡ lấy. Bạch tiền bối tinh thần lực, tiến nhập Tống Thư Hàng khí hải đan điền. Đây không phải, cật qua thánh quân, thêm mập nhãn hiệu sao. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, tu luyện tới tứ phẩm về sau, lấy cự kinh, làm cơ sở, dung hợp hư đan liền dài dạng này. Nhưng mà lúc trước hắn không có mập như vậy, hiện tại có thể là mang thai. Mang thai, bạch tiền bối cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhà ai kim đan còn có thể mang thai. Nhưng mà, lần này chủ yếu nhìn chính là kim đan, bên trên đan văn. Bạch tiền bối lại đem lực chú ý tập trung đến kim đan đan văn bên trên. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, trung yên thánh kiếm, cửu tu phượng hoàng đao, công đức xà Mỹ nhân cộng thánh ấn, viễn cổ thánh viên cộng nho gia kinh thư nho gia thánh nhân chi nhãn, hạch tâm thế giới hoa sen, 33 thú tổ hợp mà thành mập cá voi. Từng cái phù hiện ở trước mắt hắn. Thật đúng là vẽ lên đi, bạch tiền bối tinh thần lực tiếp xúc đến đằng sau kim đan long văn, lại nói cái này vẽ tranh kỹ thuật rất trà sát ha. À trà sát không biết a à, ta cảm giác đã trông rất sống động nữa a à. tống thư hàng nghi ngờ nói bạch tiền bối nói bởi vì ngươi nhìn thấy là trải qua tân trang cái này vẽ bản thể quả thực vô cùng thê thảm loại này kỹ năng vẽ cảm giác thoáng có chút nhìn quen mắt có phải hay không cùng bạch tiền bối chính ngươi kỹ năng vẽ có điểm giống tống thư hàng vô thức nói bạch tiền bối thư hàng ngươi lại như vậy ghim tâm sẽ mất đi bạch tiền bối khụ cuối cùng một đạo long văn, bạch tiền bối, mời thưởng thức tống thư hàng lập tức bạch tiền bối lực chú ý. chương 1376, không thể trêu vào, ra còn tránh không nổi sao. Tống thư hàng chuyển di lực chú ý thủ đoạn quá yếu gà, nhưng mà bạch tiền bối còn là phối hợp với bị chuyển di lực chú ý dù sao hắn ban đầu chủ yếu mục tiêu, liền là tống thư hàng đệ cửu long văn. Làm bạch tiền bối ánh mắt rơi vào đệ cửu long văn bên trên về sau, có chút dừng lại, ừ, này Long Văn vẽ liền tốt đã thấy nhiều. Nhưng mà, này Long Văn có cái gì đặc biệt sao? Hi hi, bạch tiền bối ngươi nhìn kỹ này Long Văn, biến hóa liền đi ra. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối nhìn chầm chầm vào này Long Văn, một lát sau, bạch tiền bối tại bên ngoài bản thể, khóe miệng không ngừng run rẩy. Thế nào, bạch tiền bối, kích thích không? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối tâm nhét nói, ngươi thần thần bí bí kéo ta tiến đến, chính là vì nhìn cái này. Tống Thư Hàng lại một lần mộng ở, bạch tiền bối ngữ khí, cũng không đúng a, à? chẳng lẽ hắn cùng A thập lục, xuyên thấu qua đệ cửu Long Văn, nhìn thấy không phải là chính mình. Cái kia, bạch tiền bối, trước tiên ta hỏi một vấn đề. Ngươi thấy được đệ cửu Long Văn, có phải hay không chính ngươi? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối, đúng. Cái kia, đệ cửu Long Văn, chiếu dọi đi ra không có lông bệnh. Cái kia rút cuộc là ở đâu sai lầm. Vì vậy, Bạch tiền bối không cảm giác kích thích sao? Tống thư hàng hỏi dò. Bạch tiền bối thở dài, ta không muốn nói chuyện nhiều. Ta đem ta nhìn thấy hình ảnh chia sẻ cho ngươi xem nhìn. Ngươi đã biết rõ ta kích thích không kích thích, buông ra tinh thần lực của ngươi. Đối phương không muốn nói chuyện, cùng hướng người ném tới một cái tinh thần kết nối. Tống thư hàng thử buông lỏng tinh thần lực của mình. Tiếp đó, Bạch tiền bối dùng bí pháp đem Tống thư hàng tinh thần lực cùng hắn kết nối ngay sau đó một bức tranh trước mặt xuất hiện ở tống thư hàng trước mặt đó là một tấm như là tiểu hài tử vẽ xấu hình ảnh diêm nhân phong cách vẽ diêm nhân đỉnh đầu dấu hiệu lấy a bạch chữ tiếp đó diêm nhân khuôn mặt bên trên viết đệ nhất thiên hạ soái thiên hạ cực kỳ có mị lực người gặp người thích hoa gặp hoa nở một đám một chuỗi tự kỷ vô cùng từ ngữ chỉ xem lấy những thứ này cụm từ cũng cảm giác có loại xấu hổ cảm giác đập vào mặt bạch tiền bối thế nào người cảm thấy ta kích thích không tống thư hàng bạch tiền bối tiếp tục hỏi thế nào hiện tại người cảm giác kích thích không quá kích thích khá kích thích ta trái tim nhỏ đều bạo điệu tống thư hàng lệ rơi đầy mặt vì cái gì bạch tiền bối soi sáng ra ta sẽ là cái này bộ dáng chờ chút bạch tiền bối lớn lên cùng bạch tiền bối giống như đúc cái kia bạch tiền bối chứng kiến ta thời điểm chiếu dọi đi ra hình ảnh cùng bạch tiền bối là giống nhau lúc ấy bạch tiền bối đối với, đệ cửu long văn, tự kỷ ca ngợi một lần, liền là đối với cái này diêm nhân tại ca ngợi. Sược hoàn, bạch hố to. Nếu như không phải biết rõ người cái này đệ cửu long văn có cổ quái, ta hiện tại khẳng định đã đưa ngươi duy nhất một lần lưu tinh kiếm 008 khoản, đem ngươi đưa vào vũ trụ. Nói cho ta một chút, người cái này, đệ cửu long văn, có chỗ đặc thù gì đi. Bạch tiền bối tâm tính thiện lương mệt mỏi, thật là muốn về hưu. Kỳ thật, để cửu long văn chân thực công năng đúng chiếu dọi ra ta, tương đương với một mặt tấm gương, có thể soi sáng ra chân ngã. Vũ nhu tử soi sáng ra nàng bản thân, a à thập lục bởi vì đặc thù nguyên nhân, soi sáng ra nàng sau khi biến hóa bộ dáng. Bạch tiền bối người quá đặc thù, dĩ nhiên cũng làm soi sáng ra một tấm vẽ. Tống thư hàng giờ khóc dở cười nói. Bạch tiền bối nghe vậy, nhéo cảm của mình suy tư. Một lát sau, hỏi hắn, chính người nhìn thấy đúng làm gì? ta có thể chứng kiến tự chính mình, nhưng mà chỉ cần ta nguyện ý, còn có thể chứng kiến công đức xà mỹ nhân, còn có ta linh quỷ diệp tư cùng với mẹ của nàng. Tống Thư Hàng bổ sung. Bạch tiền bối. Người có thể nhìn thấy đồ vật còn là phong phú. Có lẽ ta có thể đoán được một chút nguyên nhân. Bạch tiền bối suy tư một lát sau, nói, bởi vì bây giờ ta là một cái phân thân. Phân thân không phải bản thể, có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này, không cách nào chiếu dọi ra bản thể, đầu soi sáng ra một tấm chân dung. Tống thư hàng nghe vậy, cũng là nhãn tình sáng lên, có lẽ thật là có khả năng. Chúng ta đây đi ra ngoài tìm bạch tiền bối bản thể, thử lại một lần nhìn xem. Bạch tiền bối phân thân nói, thế nhưng là chúng ta tạm thời ra không được. Ồ, tống thư hàng sướng sờ, lúc trước bạch tiền bối người không phải dùng, lưu tinh kiếm đi ra sao? Trả lại cho ta đưa tất cả tài liệu luyện khí lưu tinh kiếm có thể đi ra ngoài nhưng chúng ta ra không được bởi vì lưu tinh kiếm đúng pháp khí chúng ta không phải ừ nói đúng ra đúng ngươi tô thị a thập lục vũ nhu tử ba người ra không được bởi vì ta là phân thân trạng thái bản thể giải trừ pháp thuật ta có thể rời đi bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói tống thư hàng bạch tiền bối không muốn vứt bỏ chúng ta nếu như bạch tiền bối giải trừ phân thân rời đi đặt ở bằng hắn vũ nhu tử Tô Thị A thập lục cảnh giới, không biết ngày tháng năm nào mới có thể theo thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra ngoài. Nói không chừng thật muốn bị đóng cái ngàn vạn năm, mới có thể hết hạn tù phóng thích. Yên tâm, ta đang nghiên cứu mới, duy nhất một lần phi kiếm chỉ chờ ta lại nghiên cứu một đoạn thời gian, nói không chừng có thể dùng hắn đưa mọi người đi ra. Bạch tiền bối mỉm cười nói. Quả nhiên, ta đại bạch tiền bối liền là đáng tin. Tính toán thời gian lời nói, ngoại giới đã là tháng 10 số 1 hoặc số đi. Biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến 7 số bắt đầu, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Bạch tiền bối phân thân nói. Cái kia chúng ta bây giờ rời đi trước kim đan không gian. Tống thư hàng nói. Đi thôi, người cái này đệ cửu đan văn, ngược lại là có chút y tứ. Bạch tiền bối trả lời. Suốt lời, tống thư hàng mang theo bạch tiền bối cái kia sợi tinh thần lực, rời khỏi bản thân nội thị trạng thái. Tại rời khỏi trạng thái phía trước, Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát. Để cửu đan văn soi sáng ra đồ vật, tựa hồ lúc nào cũng có thể soi sáng ra, chân ngã, tới đây. Nếu như nói bạch tiền bối soi sáng ra bộ dáng cùng không có vấn đề, liền là chân thực, tồn tại lời nói. Chẳng lẽ bạch tiền bối phân thân đúng, vẽ, đi ra. Thậm chí, có lẽ bạch tiền bối chân thân, cũng cùng vừa rồi, vẽ, có quan hệ hay sao. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên rất nhiều cái ý niệm trong đầu làm tống thư hàng ý thức theo kim đan nội thị trạng thái chuyển di đi ra về sau, liền chứng kiến vũ nhu tử, tô thị A thập lục một mặt khẩn trương ngồi sổm bạch tiền bối bên người. Bạch tiền bối một mặt nghi hoặc, hai người làm gì vậy? Ha 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 ha, không có việc gì á, chỉ là cảm giác bạch tiền bối người tốt xoái, nhịn không được nhìn nhiều một lát. Vũ nhu tử nháy mắt nói. Bạch tiền bối vỗ vỗ mặt của mình, kỳ quái, ta đã đem mị lực hoàn toàn thu liếm, sẽ không ảnh hưởng đến người khác mới đúng chứ. Tống Thư Hàng Nói trở lại, khoảng cách thực tiên yến đã càng ngày càng gần, chỉ có 5-6 ngày thời gian, chúng ta muốn tranh thủ nhanh lên đem bản mới, duy nhất một lần phi kiếm, nghiên cứu ra tới đây. Bạch Tiền Bối nói Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối hiện tại có đầu mối sao? Ừ, ta cẩn thận phân tích qua, tai nạn cửa quy, cùng thiên phú của bọn nó, siêu thời không dạo bước cùng thành công tại, lưu tinh kiếm, bên trên cấu tạo ra tương tự kết cấu, lại để cho lưu tinh kiếm thành công xuyên qua thiên đạo phòng tối thông qua ngươi bản thể cùng phân thân liên hệ đến ngươi phân thân bên người đem tài liệu đưa đến trong tay ngươi bạch tiền bối nói vũ nhu tử nhấc tay nói tiếp nhưng mà lưu tinh kiếm trước mắt chỉ có thể đưa một ít tài liệu đi ra ngoài không cách nào đem vật còn sống chuyển di ra thiên đạo phòng tối bạch tiền bối gật đầu nói muốn đem vật còn sống chuyển di ta còn thiếu khuyết mấy loại tài liệu cái gì tài liệu Tại đây, Thiên đạo phòng tối, trong có thể tìm tới sao?" Tống thư hàng hỏi. Bạch Tiền Bối lắc đầu, toàn bộ Thiên đạo phòng tối cũng làm cho ta lật khắp nơi, tìm không thấy thay thế tài liệu, ta ban đầu muốn lại dụ hoặc một cái tai nạn cửa quy đến, nhìn xem có thể hay không theo hắn trên người chúng chuẩn bị chút tài liệu đi ra. Nhưng mà tai nạn cử quy học thông minh, dùng tóc của ngươi đã không cách nào đem chúng nó hấp dẫn đến. Bạch Tiền Bối đã thành công câu được cử quy sao? tống thư hàng hỏi nghe bạch tiền bối miêu tả có lẽ có một cái cử quy bị hấp dẫn đến còn bị bạch tiền bối nghiên cứu ừ móc câu đến một cái đáng tiếc nghiên cứu đến một nửa lại để cho hắn chạy có được siêu thời không dạo bước dạng này kỹ năng muốn vây khốn chúng nó quá khó khăn nếu để cho ta nhiều hơn nữa nghiên cứu một lát nói không chừng đã nghiên cứu ra rời đi biện pháp bạch tiền bối tiếc nuối nói chúng ta đây chẳng phải là xa vào đến tuyệt cảnh bên trong phòng tối trong không có tài liệu, nhưng chúng ta muốn đi ra ngoài lại nhất định phải có tài liệu mới được. Đây là chết tuần hoàn A, tống thư hàng đạo, nhưng mà nói vừa xong, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lưu tinh kiếm. Lưu tinh kiếm có thể theo thiên đạo phòng tối bên trong nhập cư trái phép đi ra ngoài, hắn có thể trở về trở về đến bạch tiền bối bản thể chỗ đó, sẽ tìm đến thích hợp tài liệu, lại trở về thiên đạo phòng tối. Ừ, ta đã đem lưu tinh kiếm phóng ra đi trở về, nhưng mà bản thể còn đang bế quan. Kế tiếp, chỉ có chờ mong cửu châu nhất hào quần, đạo hữu có thể chứng kiến lưu tinh kiếm, chứng kiến ta ở phía trên nhắn lại. Sẽ giúp giúp chúng ta tìm được cần nghiên cứu tài liệu. Bạch tiền bối nói. Nói cách khác, chỉ có xem vận khí rồi hả? Tống thư hàng nói. Lấy bạch tiền bối vận khí, nếu như hắn cửu châu nhất hào quần tiền bối bên trong, nhất định sẽ có người phát hiện lưu tinh kiếm đi. Vì vậy, hiện tại chỉ có chờ đợi. Tiếp đó, ta thừa cơ tranh thủ đem bản mới, duy nhất một lần phi kiếm, xếp đặt thiết kế càng hoàn mỹ." Bạch Tiền Bối nói. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, hắn lại nhìn hướng A Thập Lục. Nếu không, lại để cho Bạch Tiền Bối cho A Thập Lục kiểm tra một chút. Ý niệm trong đầu khẽ động lúc, hắn lại đột nhiên nhớ tới bản thân xem xét bí pháp. Có lẽ, hắn có thể tìm cái thời gian cho A Thập Lục tới đây một phát xem xét bí pháp. Càng đơn giản, trực tiếp hơn. Thiên đạo phòng tối trong không có ngày đêm phân chia. Tống thư hàng nhân tiền hiển thánh lúc, đúng mùng 1 tháng 10. Hiện tại, thông qua trên điện thoại di động thời gian tính toán, khoảng cách Tống thư hàng thiên kiếp chấm dứt đã qua 4 tiếng đồng hồ. Nếu như thiên đạo phòng tối bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới lời nói, vậy hôm nay hẳn là mùng 2 tháng 10. Bạch Tiền bối tại minh tưởng trạng thái, cải tiến phi kiếm cấu tạo. Tống thư hàng, Tô thị A thập lục Vũ Nhu Tử ba người tại khoảng cách Bạch Tiền Bối nghìn mét trái phải vị trí tu luyện, tránh cho quấy rầy đến Bạch Tiền Bối. Tống Tiền Bối, người cái này xác rùa đen quả thực ăn gian. Vũ Nhu Tử ngự kiếm bay lên không, đùi đẹp thon dài đạp phi kiếm, chân dài chặn lại, kiếm quang hóa thành kiếm vũ vẩy. Tống Thư Hàng bình tĩnh khởi động, vương bát chuyên gia thuẫn, đem tất cả công kích ngăn lại. A à thập lục, cơ hội tốt, Vũ Nhu Tử kêu lên. Tô Thị A thập lục thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Tống Thư Hàng sau lưng, một đạo đao mang chém rụng. Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, nhau ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, biến dị cương thủ. Đao mang chém tại hắn trên thân, sụp đổ đã thành từng sợi ánh đao. Đang lúc ba người tu luyện thời điểm, đột nhiên, thiên đạo phòng tối xé mở một đường vết rách. Một vị bọc lấy cái mền thân ảnh, bị ném đi tiến đến. Không thể trêu vào, ra còn tránh không nổi nha đạo này thân ảnh lầm bẩm nói. Trường 1376, không thể trêu vào, ra còn tránh không nổi sao. Tống thư hàng chuyển di lực chú ý thủ đoạn quá yếu gà, nhưng mà bạch tiền bối còn là phối hợp với bị chuyển di lực chú ý dù sao hắn ban đầu chủ yếu mục tiêu, liền là tống thư hàng đệ cửu Long Văn. Làm bạch tiền bối ánh mắt rơi vào đệ cửu Long Văn bên trên về sau, có chút dừng lại, ừ, này Long Văn vẽ liền tốt đã thấy nhiều. Nhưng mà, này Long Văn có cái gì đặc biệt sao? Hi hi, bạch tiền bối ngươi nhìn kỹ này Long Văn, biến hóa liền đi ra. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối nhìn chầm chầm vào này Long Văn, một lát sau, bạch tiền bối tại bên ngoài bản thể, khóe miệng không ngừng run dày. Thế nào, bạch tiền bối, kích thích không? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối tâm nhét nói, ngươi thần thần bí bí kéo ta tiến đến, chính là vì nhìn cái này. Tống Thư Hàng lại một lần mộng ở, Bạch tiền bối ngữ khí, cũng không đúng A. À? Chẳng lẽ hắn cùng A thập lục, xuyên thấu qua đệ cửu Long Văn, nhìn thấy không phải là chính mình? Cái kia, bạch tiền bối, trước tiên ta hỏi một vấn đề. Ngươi thấy được đệ cửu Long Văn, có phải hay không chính ngươi? Tống thư hàng hỏi. Bạch tiền bối, đúng. Cái kia, đệ cửu Long Văn, chiếu dọi đi ra không có lông bệnh. Cái kia rút cuộc là ở đâu sai lầm. Vì vậy, bạch tiền bối không cảm giác kích thích sao? Tống Thư Hàng hỏi dò. Bạch Tiền Bối thở dài, ta không muốn nói chuyện nhiều. Ta đem ta nhìn thấy hình ảnh chia sẻ cho ngươi xem nhìn. Ngươi đã biết rõ ta kích thích không kích thích, buông ra tinh thần lực của ngươi. Đối phương không muốn nói chuyện, cùng hướng người ném tới một cái tinh thần kết nối. Tống Thư Hàng thử buông lỏng tinh thần lực của mình. Tiếp đó, Bạch Tiền Bối dùng bí pháp đem Tống Thư Hàng tinh thần lực cùng hắn kết nối. Ngay sau đó, một bức tranh trước mặt xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Đó là một tấm như là tiểu hài tử vẽ xấu hình ảnh, diêm nhân phong cách vẽ. Diêm nhân đỉnh đầu dấu hiệu lấy A bạch chữ. Tiếp đó diêm nhân khuôn mặt bên trên viết đệ nhất thiên hạ soái thiên hạ cực kỳ có mị lực, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Một đám, một chuỗi tự kỷ vô cùng từ ngữ. Chỉ xem lấy những thứ này cụm từ, cũng cảm giác có loại xấu hổ cảm giác đập vào mặt. Bạch tiền bối, thế nào, người cảm thấy ta kích thích không? Tống thư hàng. Bạch tiền bối tiếp tục hỏi, thế nào, hiện tại ngươi cảm giác kích thích không? Quá kích thích khá, kích thích ta trái tim nhỏ đều bạo điệu. Tống thư hàng lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì bạch tiền bối soi sáng ra ta sẽ là cái này bộ dáng. Chờ chút, bạch tiền bối lớn lên cùng bạch tiền bối giống như đúc. Cái kia bạch tiền bối chứng kiến ta thời điểm, chiếu dọi đi ra hình ảnh cùng bạch tiền bối là giống nhau. Lúc ấy bạch tiền bối đối với, đệ cửu Long Văn, tự kỷ ca ngợi một lần, liền là đối với cái này diêm nhân tại ca ngợi. Sược hoàn, bạch hố to. Nếu như không phải biết rõ người cái này để cửu Long Văn có cổ quái, ta hiện tại khẳng định đã đưa người duy nhất một lần lưu tinh kiếm 008 khoản, đem người đưa vào vũ trụ. Nói cho ta một chút, người cái này, để cửu Long Văn, có chỗ đặc thù gì đi? Bạch tiền bối tâm tính thiện lương mệt mỏi, thật là muốn về hưu. Kỳ thật, để cửu Long Văn chân thực công năng đúng chiếu dọi ra ta, tương đương với một mặt tấm gương có thể soi sáng ra chân ngã. Vũ Nhu Tử soi sáng ra nàng bản thân, A à Thập Lục bởi vì đặc thù nguyên nhân, soi sáng ra nàng sau khi biến hóa bộ dáng. Bạch Tiền bối người quá đặc thù, dĩ nhiên cũng làm soi sáng ra một tấm vẽ. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười nói. Bạch Tiền bối nghe vậy, nhéo cảm của mình suy tư. Một lát sau, hỏi hắn, chính ngươi nhìn thấy đúng làm gì? Ta có thể chứng kiến tự chính mình, nhưng mà chỉ cần ta nguyện ý, còn có thể chứng kiến công đức xà mỹ nhân, còn có ta linh quỷ diệp tư cùng với mẹ của nàng. Tống Thư Hàng bổ sung. Bạch tiền bối. Người có thể nhìn thấy đồ vật còn là phong phú. Có lẽ ta có thể đoán được một chút nguyên nhân. Bạch tiền bối suy tư một lát sau, nói, bởi vì bây giờ ta là một cái phân thân. Phân thân không phải bản thể, có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này, không cách nào chiếu dọi ra bản thể, đầu soi sáng ra một tấm chân dung. Tống Thư Hàng nghe vậy, cũng là nhãn tình sáng lên, có lẽ thật là có khả năng. Chúng ta đây đi ra ngoài tìm bạch tiền bối bản thể, thử lại một lần nhìn xem. Bạch tiền bối phân thân nói, thế nhưng là chúng ta tạm thời ra không được. Ồ, Tống Thư Hàng sững sờ, lúc trước bạch tiền bối ngươi không phải dùng, lưu tinh kiếm, đi ra sao? Trả lại cho ta đưa tất cả tài liệu luyện khí. Lưu tinh kiếm có thể đi ra ngoài, nhưng chúng ta ra không được. Bởi vì lưu tinh kiếm đúng pháp khí, chúng ta không phải. Ừ, nói đúng ra đúng ngươi, Tô Thị A thập lục, vũ nhu tử ba người ra không được. Bởi vì ta là phân thân trạng thái, bản thể giải trừ pháp thuật, ta có thể rời đi. Bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói. Tống thư hàng, bạch tiền bối, không muốn vứt bỏ chúng ta. Nếu như bạch tiền bối giải trừ phân thân rời đi đặt ở, bằng hắn, vũ nhu tử, Tô Thị A thập lục cảnh giới, không biết ngày tháng năm nào mới có thể theo thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra ngoài. Nói không chừng thật muốn bị đóng cái ngàn vạn năm, mới có thể hết hạn tù phóng thích. Yên tâm, ta đang nghiên cứu mới, duy nhất một lần phi kiếm chỉ chờ ta lại nghiên cứu một đoạn thời gian, nói không chừng có thể dùng hắn đưa mọi người đi ra. Bạch Tiền Bối mỉm cười nói. Quả nhiên, ta đại Bạch Tiền Bối liền là đáng tin. Tính toán thời gian lời nói, ngoại giới đã là tháng 10 số 1 hoặc số đi. Biệt Tuyết Tiên cơ thực tiên yến 7 số bắt đầu, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Bạch Tiền Bối phân thân nói: "Cái kia chúng ta bây giờ rời đi trước Kim Đan không gian." Tống Thư Hàng nói: "Đi thôi, người cái này đệ cửu đan văn ngược lại là có chút ý tứ." Bạch Tiền Bối trả lời. xuất lời, Tống Thư Hàng mang theo Bạch Tiền Bối cái kia sợi tinh thần lực, rời khỏi bản thân nội thị trạng thái. Tại rời khỏi trạng thái phía trước, Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát. Đệ cửu đan văn soi sáng ra đồ vật tựa hồ lúc nào cũng có thể soi sáng ra chân ngã tới đây. Nếu như nói bạch tiền bối soi sáng ra bộ dáng cùng không có vấn đề, liền là chân thực tồn tại lời nói. Chẳng lẽ bạch tiền bối phân thân đúng, vẽ, đi ra? Thậm chí, có lẽ bạch tiền bối chân thân, cũng cùng vừa rồi, vẽ, có quan hệ hay sao? Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên rất nhiều cái ý niệm trong đầu. Làm Tống Thư Hàng ý thức theo kim đan nội thị trạng thái chuyển di đi ra về sau, liền chứng kiến vũ nhu tử tô thị a thập lục một mặt khẩn trương ngồi sổm bạch tiền bối bên người bạch tiền bối một mặt nghi hoặc hai người làm gì vậy ha 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 không có việc gì á chỉ là cảm giác bạch tiền bối người tốt xoái nhịn không được nhìn nhiều một lát vũ nhu tử nháy mắt nói bạch tiền bối vỗ vỗ mặt của mình kỳ quái ta đã đem mị lực hoàn toàn thu liếm sẽ không ảnh hưởng đến người khác mới đúng chứ tống thư hàng nói trở lại khoảng cách thực tiên yến đã càng ngày càng gần, chỉ có 5-6 ngày thời gian, chúng ta muốn tranh thủ nhanh lên đem bản mới, duy nhất một lần phi kiếm, nghiên cứu ra tới đây. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối hiện tại có đầu mối sao? Ừ, ta cẩn thận phân tích qua, tai nạn cửa quy, cùng thiên phú của bọn nó, siêu thời không dạo bước cùng thành công tại, lưu tinh kiếm, bên trên cấu tạo ra tương tự kết cấu. Lại để cho lưu tinh kiếm thành công xuyên qua thiên đạo phòng tối, Thông qua ngươi bản thể cùng phân thân liên hệ, đến ngươi phân thân bên người, đem tài liệu đưa đến trong tay ngươi." Bạch Tiền Bối nói. Vũ Nhu Tử nhấc tay nói tiếp, nhưng mà, Lưu Tinh kiếm trước mắt chỉ có thể đưa một ít tài liệu đi ra ngoài, không cách nào đem vật còn sống chuyển di ra Thiên Đạo phòng tối. Bạch Tiền Bối gật đầu nói, "Muốn đem vật còn sống chuyển di, ta còn thiếu khuyết mấy loại tài liệu." "Cái gì tài liệu? Tại đây, Thiên Đạo phòng tối, trong có thể tìm tới sao?" Tống thư hàng hỏi. Bạch tiền bối lắc đầu, toàn bộ thiên đạo phòng tối cũng làm cho ta lật khắp nơi. Tìm không thấy thay thế tài liệu, ta ban đầu muốn lại dụ hoặc một cái tai nạn cự quy đến, nhìn xem có thể hay không theo hắn trên người chúng chuẩn bị chút tài liệu đi ra. Nhưng mà tai nạn cự quy học thông minh, dùng tóc của ngươi đã không cách nào đem chúng nó hấp dẫn đến. Bạch tiền bối đã thành công câu được cự quy sao? Tống thư hàng hỏi nghe bạch tiền bối miêu tả, có lẽ có một cái cự quy bị hấp dẫn đến, còn bị bạch tiền bối nghiên cứu. Ừ, móc câu đến một cái, đáng tiếc nghiên cứu đến một nửa, lại để cho hắn chạy. Có được, siêu thời không dạo bước, dạng này kỹ năng, muốn vây khốn chúng nó quá khó khăn. Nếu để cho ta nhiều hơn nữa nghiên cứu một lát, nói không chừng đã nghiên cứu ra rời đi biện pháp. Bạch tiền bối tiếc núi nói. Chúng ta đây chẳng phải là xa vào đến tuyệt cảnh bên trong. Phòng tối trong không có tài liệu, nhưng chúng ta muốn đi ra ngoài lại nhất định phải có tài liệu mới được. Đây là chết tuần hoàn A tống thư hàng đạo, nhưng mà nói vừa xong, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, lưu tinh kiếm. Lưu tinh kiếm có thể theo thiên đạo phòng tối bên trong nhập cư trái phép đi ra ngoài, hắn có thể trở về trở về đến bạch tiền bối bản thể chỗ đó, sẽ tìm đến thích hợp tài liệu, lại trở về thiên đạo phòng tối. Ừ, ta đã đem lưu tinh kiếm phóng ra đi trở về, nhưng mà bản thể còn đang bế quan. Kế tiếp, chỉ có chờ mong Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu có thể chứng kiến lưu tinh kiếm chứng kiến ta ở phía trên nhắn lại. Sẽ giúp giúp chúng ta tìm được cần nghiên cứu tài liệu. Bạch tiền bối nói. Nói cách khác, chỉ có xem vận khí rồi hả? Tống Thư Hàng nói. Lấy bạch tiền bối vận khí, nếu như hắn cửu châu nhất hào quần tiền bối bên trong, nhất định sẽ có người phát hiện lưu tinh kiếm đi. Vì vậy, hiện tại chỉ có chờ đợi. Tiếp đó, ta thừa cơ tranh thủ đem bản mới, duy nhất một lần phi kiếm, xếp đặt thiết kế càng hoàn mỹ. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn lại nhìn hướng A Thập Lục. Nếu không, lại để cho Bạch Tiền Bối cho A Thập Lục kiểm tra một chút. Ý niệm trong đầu khẽ động lúc, hắn lại đột nhiên nhớ tới bản thân xem xét bí pháp. Có lẽ, hắn có thể tìm cái thời gian, cho A Thập Lục tới đây một phát xem xét bí pháp. Càng đơn giản, trực tiếp hơn. Thiên đạo phòng tối trong không có ngày đêm phân chia. Tống Thư Hàng nhân tiền hiển thánh lúc, đúng mùng 1 tháng 10. Hiện tại, thông qua trên điện thoại di động thời gian tính toán, khoảng cách tống thư hàng thiên kiếp chấm dứt đã qua 4 tiếng đồng hồ. Nếu như thiên đạo phòng tối bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới lời nói, vậy hôm nay hẳn là mùng 2 tháng 10. Bạch tiền bối tại minh tưởng trạng thái, cải tiến phi kiếm cấu tạo. Tống thư hàng, tô thị A thập lục, vũ nhu tử ba người tại khoảng cách bạch tiền bối nghìn mét trái phải vị trí tu luyện, tránh cho quấy dày đến bạch tiền bối. Tống tiền bối, người cái này xác rùa đen quả thực ăn gian. Vũ Nhu tử ngự kiếm bay lên không, đùi đẹp thon dài đạp phi kiếm, chân dài chặn lại, kiếm quang hóa thành kiếm vũ vẩy. Tống Thư Hàng bình tĩnh khởi động, vương bát chuyên gia thuẫn, đem tất cả công kích ngăn lại. A thập lục, cơ hội tốt, Vũ Nhu tử kêu lên. Tô thị A thập lục thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Tống Thư Hàng sau lưng, một đạo đao mang chém rụng. Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, nhau ra kim cương thân, Thánh viên Long Lực Thần Công, biến dị cương thủ. Đao mang chém tại hắn trên thân, sụp đổ đã thành từng sợi ánh đao. Đang lúc ba người tu luyện thời điểm, đột nhiên, thiên đạo phòng tối xé mở một đường vết rách. Một vị bọc lấy cái mền thân ảnh, bị ném đi tiến đến. "Không thể trêu vào, ra còn tránh không nổi nha." Đạo này thân ảnh lẩm bẩm nói. Chương 1377, bệnh nghề nghiệp cũng là bệnh, muốn trị. Bọc lấy cái mền thân ảnh vừa vặn rơi vào tống thư hàng vũ nhu tử tô thị a thập lục phía trên ồ cái gì cũng có thể bán tiền bối tống thư hàng chứng kiến thân ảnh ấy về sau lớn tiếng kêu lên vị tiền bối này hình tượng quá đặc biệt cái kia mỗi lần lên biểu diễn cũng không rời khỏi người chăn đơn rất xa liền bán rẻ thân phận của hắn chứng kiến vị này đại lão về sau tống thư hàng tâm tình lập tức tốt bạch tiền bối không phải thiếu khuyết mấy thứ nghiên cứu tài liệu mới có thể chế tác rời đi, thiên đạo phòng tối, duy nhất một lần phi kiếm sao. Hiện tại cái gì cũng có thể bán đại lão xuất hiện, cái kia vấn đề này liền giải quyết xong. Chỉ cần linh thạch sung túc, vô luận muốn cái gì tài liệu đều có thể từ nơi này vị đại lão trên thân mua đến. Nằm lao, ta đều chạy đến phòng tối trong, còn có người nhận thức ta. Cái gì cũng có thể bán đại lão trong lòng hoảng hốt. Dù sao hắn hiện tại ở vào trốn chết trong trạng thái, mọi thứ muốn điệu thấp, không muốn đường hoàng cái gì cũng có thể bán, đại lão cúi đầu hướng tống thư hàng ba người nhìn lại. Ánh mắt của hắn trước đảo qua tô thì A thập lục cùng vũ nhu tử ở đây trong ba người, hai vị muội tử vui mừng mắt người mắt. Vô luận là người nào, thứ quét mắt qua một cái đi thời điểm đều trước đảo qua hai vị cô nương. Hai vị này tiểu cô nương là ai a? À? Tựa hồ không biết. Đúng rồi, nơi này là thiên đạo phòng tối. Hai vị này tiểu cô nương nếu như bị nhốt tại trong này, ta đây đối với trí nhớ của các nàng liền khẳng định nhận lấy ảnh hưởng, không nhớ nổi các nàng là bình thường sự tình. Cái gì cũng có thể bán đại lão thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng khi ánh mắt của hắn theo tống thư hàng trên thân đảo qua thời điểm, đột nhiên trong lòng khẽ động. Bá tống huyền thánh, bá nho huyền ma, hai cái này khác biệt bát phẩm danh sưng, theo tống thư hàng trên thân bắn ra. Thiên hạ không người không biết quân, đáng tiếc quân có hai áo lót, người trong thiên hạ cũng không biết cái nào mới là quân bản thể. Bá Tống Huyền Thánh, Nam Thảo, là ngươi, cái gì cũng có thể bán đại lão còn nhớ rõ Tống Thư Hàng, nhất định phải nhớ kỹ nha, bởi vì hắn nhớ kỹ bản thân chính là cùng Tống Thư Hàng hoàn thành cuối cùng Nhất Tông hiệu quả phía sau, đã bị vị kia cửu u chúa tể theo dõi, làm hại hắn không thể không tìm đường chết một lớp, bị thiên đạo pháp tắc bắt bỏ vào đến thiên đạo phòng tối trong, không thể trêu vào, vì vậy hắn muốn tránh một tránh không nghĩ tới tại đây thiên đạo phòng tối trong vậy mà lại gặp gỡ bá tống huyền thánh ha ha cái gì cũng có thể bán tiền bối chúng ta thật là hữu duyên a à. tống thư hàng dùng sức khua tay nói cái gì cũng có thể bán hắn dùng lực lượng gói kỹ lưỡng bản thân chăn đơn tiếp đó tế ra một kiện phi toa bá tống huyền thánh trong thời gian ngắn tại hắn xem ra liền là tai tinh không thể trêu vào không thể trêu vào vì vậy còn là đi thôi cái gì cũng có thể bán tiền bối, ta chỗ này có cái giao dịch." Tống thư hàng lớn tiếng kêu lên. "Cái gì cũng có thể bán đại lão lập tức xoay người lại, lộ ra nghề nghiệp dáng tươi cười, "Giao dịch." "Bá Tống đạo hữu lần này cần mua cái gì? Nhìn tại là mối khách cũ trên mặt mũi, ta có thể cho ngươi đánh cái tiểu chiết khấu." Cười xong về sau, cái gì cũng có thể bán đại lão hận không thể ném bản thân một bà tai ni mã, bệnh nghề nghiệp, thật muốn chữa trị. Vừa nghe đến, "Giao dịch, hai chữ" Thân thể liền thành thật vòng đến, lộ ra ấm áp lòng người dáng tươi cười, nháy mắt đều hãm không được. "Là của ta một vị tiền bối, hắn muốn mua vài cái tài liệu chế tác pháp khí. Cái gì cũng có thể bán tiền bối ngươi chờ một chút một lát." Tống thư hàng nói. "Cái gì cũng có thể bán đại lão mỉm cười, không có vấn đề, giao dịch lúc nào cũng cần kiên nhẫn." Tống thư hàng hướng phía xa xa hét lớn, "Bạch tiền bối, bạch tiền bối ngươi tới đây một chút." nơi này vị siêu cấp thương gia cái gì cũng có thể bán bạch tiền bối ngươi xem một chút ngươi cần tài liệu có thể hay không theo hắn nơi đây mua đến tay vô luận cái gì ta đều có biện pháp thay ngươi đoạt tới tay tin tưởng ta biển chữ vàng ta thế nhưng là cái gì cũng có thể bán nhiều năm như vậy ta chiêu bài sẽ không ngược lại qua cái gì cũng có thể bán đại lão đắc y nói tới xa xa bạch tiền bối thân ảnh veo một chút tan biến tại tại chỗ Xuất hiện lần nữa thời điểm, Lạng Yên không phát ra hơi thở xuất hiện ở cái gì cũng có thể bán đại lão sau lưng. Đây là tai nạn cử quy nhất tộc, siêu thời không dạo bước, thiên phú, bạch tiền bối thăm một lần phía sau đi học sẽ đại khái. Tại phân tích tai nạn cử quy, trong cơ thể cấu tạo về sau, bạch tiền bối lại đối với pháp thuật này đã tiến hành cải tạo, hiệu quả biến càng nhiệt tình. Cái thiên phú này pháp thuật, so với không gian truyền tống còn muốn đơn giản thực dụng càng trọng yếu chính là, lặng yên không phát ra hơi thở. Liền cái gì cũng có thể bán đại lão đều không có cảm ứng được, siêu thời không dạo bước, năng lực phát động. Chờ hắn sinh ra cảm ứng thời điểm, bạch tiền bối đã xuất hiện ở phía sau hắn. Cái gì cũng có thể bán đạo hữu ta cũng cần việt giới thủy tinh, không gian chi tinh, thời gian long lân, cưỡng chế không gian chuyển di phù văn bảo thạch. Tạm thời cần cái này bốn đồ tốt, người nơi này có hàng tồn sao? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi cái gì cũng có thể bán đại lão nghe được cái thanh âm quen thuộc, cảm ứng được cái kia giống như đã từng quen biết khí tức, lập tức toàn thân phát lạnh. Đã liền trên thân này cái mền, đều không thể mang cho hắn càng nhiều nữa âm áp. Cái gì cũng có thể bán đại lão cứng ngắc chuyển qua đầu, nhìn về phía sau lưng. Tại hắn sau lưng, là một cái mị lực vô song nam tử. Tóc dài tới lưng, con mắt như tinh thần, kèm theo lóng lánh đặc hiệu. 360 độ không góc chết nhan trị, tự chụp dùng, đẹp đẽ vẻ mặt, đều là đối với vũ nhục. Năm thảo, cửu u chúa tể, không thể trêu vào, ta liền tránh đều tránh không nổi sao. Cái gì cũng có thể bán đại lão phát ra tuyệt vọng thanh âm. Bạch tiền bối, tống thư hàng, ta không phục, ta sẽ không dễ dàng như vậy đái kiểu chó, ta còn muốn lại đụng một cái. Cái gì cũng có thể bán đại lão một đầu chui vào đến cái kia chiếc, phi toa, bên trong. Vèo phi toa rất xa bỏ chạy mà đi, Tốc độ kia, nhanh đến không cách nào hình dung. Bạch tiền bối đưa tay chỉ mình, ta lớn lên rất đáng sợ sao? Vũ nhu tử, bạch tiền bối đẹp trai ngây người. Tô thị A thập lục bổ sung, trừ phi là con mắt mù, nếu không không ai sẽ cảm giác bạch tiền bối lớn lên đáng sợ. Vậy tại sao gia hỏa này vừa thấy được ta, liền biên rồi trốn? Ta trước kia thương tổn qua hắn, bạch tiền bối sờ sờ cầm, nghi ngờ nói. Thế nhưng, hắn trong trí nhớ bản thân chưa từng có cùng vị này cái gì cũng có thể bán đạo hữu tiếp xúc qua a à. tống thư hàng dùng sức vỗ đầu một cái có lẽ ta biết rõ là chuyện gì xảy ra bạch tiền bối lần trước cùng hắn nhấp lên qua tại đuổi theo cái gì cũng có thể bán cái này di chuyển bảo tàng tống thư hàng lúc ấy còn cảm giác bạch tiền bối làm như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm thế nhưng bạch tiền bối là cửu u chúa tệ a à. phóng tới thông thường trong phim ảnh vững chắc chính là cấp thế giới nhân vật phản diện boss cái chủng loại kia hắn đi cướp bóc cái gì cũng có thể bán quả thực là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà bạch tiền bối cùng bạch tiền bối ngoại trừ khí chất bên ngoài lớn lên hầu như giống như đúc vì vậy cái gì cũng có thể bán đại lão chỉ sợ là đem bạch tiền bối trở thành là bạch tiền bối cái gì cũng có thể bán tiền bối người mau trở lại a à. chúng ta là thành thật giao dịch một tay giao tiền một tay giao hàng đó a à. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc, cái gì cũng có thể bán đại lão tiên thuyền đã bay xa. Tống Thư Hàng, cái gì cũng có thể bán đại lão chạy thoát rồi, giao dịch thổi. Hắn trốn không thoát đâu, Bạch Tiền Bối đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, 3, 2, 1, bên trong, Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Xôn xao xa xa, điều khiển lấy tiên con thoi nhanh chóng chạy xa, cái gì cũng có thể bán, đại lão, đột nhiên dừng lại. Tại tiên con thoi bên cạnh, có vài chục đầu đất đá kết thành cánh tay hiển hiện, một tay lấy tiên con thoi cho bắt lấy. Lúc trước vì bắt lấy, tai nạn cử quy ta tại phủ cận bày ra nhiều cái cạm bẫy, còn chưa tới kịp toàn bộ rỡ xuống. Bạch Tiền Bối nhún vai, tiếp đó, vị đạo hữu này thẳng tắp hướng về phía cái kia cạm bẫy đi. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối đưa tay bắt lấy Vũ Nhu tử, Tô thị A thập lục, đồng thời lại sử dụng chân chính ba đầu sáu tay pháp thuật, bắt lấy Tống Thư Hàng. Siêu thời không dạo bước pháp thuật lần nữa thi triển, ngay lập tức về sau, hắn đã xuất hiện ở cái kia chiếc tiên con thoi bên cạnh. Cái gì cũng có thể bán tiền bối, ngươi đừng sợ, ngươi nhìn kỹ một chút, vị này bạch tiền bối không phải trong tưởng tượng của ngươi vị kia. Chúng ta thật là thành thật giao dịch, tuyệt không lừa gạt." Tống thư hàng nói. "Cái gì cũng có thể bán đại lão nhìn bạch tiền bối liếc, nhíu mày. Lúc trước tâm hắn quá luống cuống, không có cẩn thận quan sát Hiện tại hắn phát hiện, vị này, Bạch Thánh Quân, quả nhiên cùng cửu U Chúa Tể khác biệt, vị này Bạch Thánh Quân, trước mắt là bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Cái này không cần phải sợ a à. Cái gì cũng có thể bán đại lão trong lòng lập tức đại định. Hắn đưa tay đẩy ra tiên con thoi cái nắp, nhô đầu ra, hạc hạc cười nói, hiểu lầm, một trận hiểu lầm. Chúng ta đây tiếp tục giao dịch đi, cái gì cũng có thể bán tiền bối, bạch tiền bối muốn cái kia bốn kiện tài liệu, Ngài bên này có hàng tồn sao? Đừng quên cho chúng ta giảm giá đập a." Tống thư hàng nói. "Cái gì cũng có thể bán đại lão lộ ra tiêu sái dáng tươi cười, dễ nói dễ nói, cái này bốn kiện tài liệu trên người ta đều có. Về phần giá tiền sao, mối khách cũ, nhất định sẽ có ưu đãi, ta cho các người một cái thành thật giá, để cho ta tính toán một chút." Đại lão lấy ra một cái tương tự máy kế toán pháp bảo, ở phía trên nhấn. Theo đến một nửa thời điểm cái gì cũng có thể bán đại lão đột nhiên ngón tay cứng đờ tiếp đó hắn sắc mặt trấn định nói bá tống đạo hiếu người tựa hồ biết rõ ta đang bị người đuổi theo còn biết đuổi theo ta người là người nào tống thư hàng ta có thể không trả lời vấn đề sau này người đã trầm mặc đây bá tống đạo hiếu cái gì cũng có thể bán ngẩng đầu lên nhìn thẳng tống thư hàng tống thư hàng đúng vậy ta biết rõ một ít quả nhiên là lần trước cùng ngươi giao dịch đi sau chuyện phát sinh cái gì cũng có thể bán đại lão hỏi có thể trước hoàn thành cùng ta giao dịch sao ngươi cùng thư hàng sự tình trước tiên có thể để một bên sao bạch tiền bối lên tiếng hỏi cái gì cũng có thể bán đại lão mãnh liệt quay đầu đối với bạch tiền bối lộ ra nụ cười sáng lạn đương nhiên không có vấn đề lại để cho khách hàng đạt được bản thân nhu cầu đồ vật lại để cho khách hàng thỏa mãn liền là mục tiêu của ta có nên nói hay không song sau cái gì cũng có thể bán đại lão dùng sức lắc lắc đầu. Ni mã chết tiệt bệnh nghề nghiệp. Giá bao nhiêu cách, bạch tiền bối nói, tiền không là vấn đề, cần bao nhiêu linh thạch ngươi cho ta báo một vài. Ngươi cũng không lo lắng ta cố ý nâng giá, cái gì cũng có thể bán đại lão nói qua, gõ động pháp khí, tính ra một cái linh thạch mức. Không quan hệ, linh thạch loại vật này rất dễ dàng tìm đến. Nếu như không còn lời nói, tùy tiện đi đào đào liền đào được. Hơn nữa, chưa từng có người có thể thành công tại mua bán giao dịch bên trong, làm thịt ta linh thạch. Bạch tiền bối bình tĩnh trả lời. Cái gì cũng có thể bán đại lão. chương 1378, Long trọng hướng mọi người đề cử, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối 001 bản. Tại đối mặt vị này, Bạch đạo hiểu, thời điểm, cái gì cũng có thể bán đại lão vậy mà cảm giác được một loại áp lực. Rõ ràng đối phương chỉ có bát phẩm huyền thánh sức mạnh. Nhưng có một loại khí chàng gọi hào khí lĩnh vực, cùng cảnh giới không quan hệ. 60 miếng cửu phẩm linh thạch, giá tiền này già trẻ không gạt, công bằng giàu nhân ái. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, không chút do dự nói tốt, thành giao. Cái gì cũng có thể bán đại lão hơi sướng sờ. Thành giao, như vậy dứt khoát, cũng không có kè mặc cả một chút không. Ta ra một cái yếu ớt cao giá, tiếp đó ngươi lại có kè mặc cả một chút, tiếp đó ta lại cố mà làm đáp xuống điểm giá, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, rốt cuộc đạt được một cái tất cả đều vui vẻ giá cả. Đây mới là giao dịch mị lực chỗ nha. Người như vậy hào khí, ta đều có chút ngượng ngùng. Cái gì cũng có thể bán đại lão đưa tay lấy ra, việt giới thủy tinh, không gian chi tinh, thời gian long lân, cưỡng chế không gian chuyển di phù văn bảo thạch nói, hàng ở chỗ này. Bạch tiền bối đưa lên 60 miếng cửu phẩm linh thạch, linh thạch ở đây. Một tay giao tiền, một tay giao hàng cái gì cũng có thể bán đại lão thu được linh thạch về sau, lộ ra nghề nghiệp tính dáng tươi cười nói, xin xác nhận xuống hàng hóa, giao dịch xác định về sau, tổng thể không lùi hàng. Hàng hóa rời cửa hàng về sau, tổng thể không chịu trách nhiệm. Không có vấn đề, bạch tiền bối kiểm kê bốn loại tài liệu, gật đầu nói. Cái gì cũng có thể bán đại lão nhẹ gật đầu, lại xác định trong tay mình 60 miếng cửu phẩm linh thạch không có vấn đề về sau, lộ ra cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười. Mỗi một bút giao dịch hoàn thành về sau, hắn liền cảm giác mình như là tại chỗ sống lại, lại mệt mỏi, lại khổ đều đáng giá. Càng trọng yếu chính là, khoản này giao dịch xác nhận sau khi hoàn thành, hắn coi như là tiểu làm thịt vị này, bạch đạo hữu, một bút. Vị này bạch đạo hữu quả nhiên hào khí, liền co ke mặc cả cũng không trả, dạng này khách hàng, thích nhất. Bạch đạo hữu, người dạng này khách nhân, thật sự làm người khác ưa thích. Ta chỗ này có một mai vạn giới triệu hoán phù nếu như ngươi lần tới còn có đồ vật gì đó cần lời nói, có thể cảm giác thông qua vạn giới triệu hoán phù cho ta biết. Cái này phù văn có thể sử dụng hai lần, coi như là cấp viếp hộ khách đãi ngộ, cái gì cũng có thể bán đại lão đưa một tấm thẻ màu vàng cho Bạch Thánh. Bạch tiền bối thu hồi cái này trương thẻ màu vàng, nhẹ gật đầu tốt, ta cũng thích ngươi dạng này nhà bán hàng, cái gì hàng đều có. Cái gì cũng có thể bán lộ ra nghề nghiệp hóa dáng tươi cười, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Bạch tiền bối gật đầu nói. Tiếp đó, bạch tiền bối lấy ra, việt giới thủy tinh vỗ nhẹ nhẹ. Việt giới thủy tinh lớn lên có chút tương tự, sao thủy là vật sống. Bạch tiền bối đưa tay tại trên người nó vỗ thời điểm, cái này đầu, việt giới thủy tinh, phân liệt ra, chia ra làm năm, biến thành năm con việt giới thủy tinh. Cái gì cũng có thể bán đại lão. Điều này làm cho người hít thở không thông thao tác là chuyện gì xảy ra. Cái này đầu, Việt giới thủy tinh, đang đứng ở sinh sôi nảy nở thời hạn, chúng nó là phân liệt sinh sôi nảy nở sinh vật. Bạch tiền bối bình tĩnh nói. Mua một đưa bốn, bạch tiền bối rất hài lòng. Cái gì cũng có thể bán đại lão. Năm thảo, ta đang bán lúc cũng không phát hiện cái này đầu, Việt giới thủy tinh, ở vào phân liệt thời hạn A. Hắn thu hồi một cái, Việt giới thủy tinh tiếp đó đem dư bốn cái chứa vào đến một cái két nước bên trong, đưa cho tống thư hàng, trước giữ, có rảnh nuôi đến thế giới của ngươi trong, về sau nói không chừng có thể có trọng dụng. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, đón lấy, Bạch Tiền bối lại lấy ra không gian chi tinh, thời gian Long Lân cùng cưỡng chế không gian chuyển di phù văn bảo thạch. Ừ, cái này không gian chi tinh ngược lại là phổ thông hàng, không có gì đặc thù. Thời gian Long Lân phiến cũng chỉ là bình thường hàng, cái này cưỡng chế không gian chuyển di phù văn bảo thạch ngược lại là có chút đặc sắc. Bạch Tiền bối giờ cái này phù văn, nhẹ nhàng gõ không gian chuyển di phù văn bảo thạch, thông thường là dùng để không gian định vị sử dụng, viễn cổ thời đại không gian trên trận pháp biết sử dụng. Là một loại không gian loại bảo thạch lại trải qua cửu phẩm kiếp tiên chế biến mà thành. Mà cái này không gian chuyển di phù văn, tựa hồ có chút không giống người thường. Bạch tiền bối lần nữa dùng sức gõ. Giặc giặc, bảo thạch vỏ ngoài vỡ ra, lộ ra bên trong một khối tinh toản hình dáng vật thể. Nguyên lai là không gian chuyển di phù văn tinh toản, so với bảo thạch cao cấp hơn một chút. Khó trách ta cảm giác khí tức có chút không đúng, bạch tiền bối hài lòng xoa xoa tinh toàn, bởi như vậy, ta đến lúc đó thí nghiệm kiểu mới, duy nhất một lần phi kiếm, liền có nắm chắc hơn. Cái gì cũng có thể bán đại lão. Gặp quỷ rồi, ta mỗi lần thu hàng lúc, đều cẩn thận xem xét qua. Vì cái gì cái này, không gian chuyển di phù văn bảo thạch, sẽ tránh được hắn pháp nhãn, bên trong vậy mà cất giấu một mai cao hơn cấp, không gian chuyển di phù văn tinh toàn. Thua thiệt, thiệt thòi lớn, chỉ là cái này, không gian chuyển di phù văn tinh toàn, liền giá trị 60 miếng cửu phẩm linh thạch, hắn thao tác một chút càng là có thể bán ra 100 miếng cửu phẩm linh thạch giá cao. Hiện tại, cái này tinh toàn cộng 5 đầu Việt giới thủy tinh cộng thời gian long lân cộng không gian chi tinh, đóng gói mới bán đi 60 miếng cửu phẩm linh thạch cái gì cũng có thể bán đại lão không khỏi chăm chú bao lấy trên thân chăn đơn, nhưng vẫn là cảm giác có chút lạnh. Loại này tới đây từ thế giới ý chí hàn ý, liền trên thân chăn đơn đều không thể mang cho hắn ấm áp. Bạch đạo hiểu, cái gì cũng có thể bán đại lão thân thiết nói. Hàng hóa rời cửa hàng, tổng thể không lùi hàng. Bạch tiền bối đưa tay bảo vệ tất cả đồ vật, chân thành nói, người mới vừa nói. Không, ta không phải ý tứ này, như là đã bán đi đồ vật đó chính là của khách nhân, nào có thu hồi lại đạo lý, cái gì cũng có thể bán đại lão nói. tốt ghim tâm, hảo tâm đau, cảm giác bạch đạo hữu lời nói, mỗi một câu phảng phất như là mũi tên nhọn đâm vào trái tim hắn. vậy ngươi nói, bạch tiền bối nói, bạch đạo hữu, ngươi như thế nào xem xét ra, việt giới thủy tinh, ở vào sinh sôi nảy nở thời hạn, còn có không gian chuyển di phù văn bảo thạch trong cất giấu tinh toán, cái gì cũng có thể bán đại lão khiêm tốn thỉnh giáo lần này là nhìn lầm, nhưng hắn kinh hấp thụ kinh nghiệm, tranh thủ tiếp theo sẽ không lại nhìn nhìn lầm. Bạch tiền bối suy tư một lát, nói, người muốn biết. Đúng vậy, cái gì cũng có thể bán đại lão gật đầu nói. Bạch tiền bối huyền chuyển nói, tri thức là vô giá. Đạo hiểu, ta ra một quả cửu phẩm linh thạch, cái gì cũng có thể bán đại lão cắn răng nói. Bạch tiền bối, thành giao. Cái gì cũng có thể bán đại lão thịt đau gửi đến trở về một mai cửu phẩm linh thạch. Bạch tiền bối thu hồi linh thạch phía sau, ta cũng cùng ngươi, hàng hóa bán đi, tổng thể không lùi hàng. Hiểu được, ta hiểu, cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, nói, việt giới thủy tinh dù sao sinh vật một loại, chúng nó tại sắp, phân liệt sinh sôi nảy nở, lúc, sẽ phát ra một loại thấp kém tiếng kêu. Chỉ cần cẩn thận đi nghe, có thể phân biệt ra được. Mà như thường ngày, việt giới thủy tinh sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì tăng hiểu biết cái gì cũng có thể bán đại lão gật đầu nói sau đó là không gian chuyển di phú văn bảo thạch cái này chủ yếu là dựa vào cảm giác bạch tiền bối nói ha ha cái gì cũng có thể bán đại lão trợn mắt há hốc mồm bạch tiền bối nói không có sai cái này cùng người bình thường đi đổ thạch chỉ có dựa vào trực giác ta bắt được cái này khối bảo thạch lúc cũng cảm giác khác thường loại tiếp đó gõ mở hắn vỏ liền nhìn đến đây trước mặt tinh toản cái gì cũng có thể bán đại lão bạch tiền bối nói không lùi hàng a cái gì cũng có thể bán lập tức tâm tính thiện lương nhét một bên vũ nhu tử liền nước mắt đều nhanh bật cười tống thư hàng cũng rất muốn cười nhưng lại ngại ngùng cười ra tiếng chỉ có thể cứng rắn chịu đựng tốt rồi bá tống đạo hữu kế tiếp đến phiên lời của chúng ta đề cái gì cũng có thể bán đại lão nghiến răng nghiến lợi tiểu hữu người biết đuổi theo ta là ai tống thư hàng lau đem mặt nói tin tức cũng là có giá. Lâm thời, mới từ bạch tiền bối chỗ đó căng tư thế. Cái gì cũng có thể bán đại lão tâm tính thiện lương mệt mỏi. Nhìn tại ta cùng tiền bối quen biết phân thượng, ta có thể cho ngươi giảm giá đập, có muốn không? Tống thư hàng giơ ngón tay cái lên. Cút, cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Hắn biết rõ một mực đuổi theo hắn chính là cửu u đại lão thế nhưng hắn không nghĩ ra, vì cái gì cửu u đại lão có thể theo cửu u thế giới bên trong nhảy ra đuổi theo hắn theo lý cửu u đại lão có lẽ vây ở cửu u thế giới nửa bước đều đạp không ra mới đúng a à. giải quyết lúc này một bên bạch tiền bối lên tiếng nói tống thư hàng kinh ngạc quay đầu nhanh như vậy bạch tiền bối mới vừa vặn thu được bốn loại tài liệu đi hắn cùng cái gì cũng có thể bán đại lão mới trao đổi hai câu bạch tiền bối đã đem kiểu mới duy nhất một lần phi kiếm chế tạo ra tới không tính nhanh, bởi vì này khoản mới phi kiếm, lối suy nghĩ ta đã suy nghĩ thật lâu. đại khái xếp đặt thiết kế ta cũng đã xếp đặt thiết kế tốt, chỉ dùng đem bốn loại mới tài liệu chứa vào vị trí thích hợp là được. liền cùng chứa cái pin. bạch tiền bối nói. xuất lời, hắn hướng tống thư hàng đám người phô bày bản thân tác phẩm mới. một cái nhìn qua như là túi pháp khí. bạch tiền bối người muốn chế tác không phải, duy nhất một lần phi kiếm, sao? tống thư hàng một mặt mộng bức túi cũng là phi kiếm một loại. Đây là pháp khí giản giáo, bạch tiền bối đạo, dứt lời hàn ý niệm khẽ động, sau lưng cái kia gốc công đức chi thụ, hiển hiện. Bạch tiền bối thuận tay hái được một lớp kim sắc công đức dương mai, cho tống thư hàng, vũ nhu tử, tô thị A thập lục cùng với, cái gì cũng có thể bán, đại lão đều đút một chút. Cái đồ chơi này lớn lên đặc biệt nhanh. Chia xong về sau, bạch tiền bối lại đưa tay gãy một cây công đức chi thụ nhánh cây. Gọt gọt gọt, khắc trận pháp, lạc ấn phù văn. Từ khi đã có công đức chi thụ, về sau, thủ yêu khinh vũ cuối cùng giải phóng, nàng không cần lại vì bạch tiền bối cung cấp nàng tươi mới cảnh liễu. Mấy tức thời gian về sau, bạch tiền bối tay run lên, một chuôi, duy nhất một lần công đức phi kiếm, chế tác hoàn thành. Một bước cuối cùng, bạch tiền bối cầm lấy, duy nhất một lần công đức phi kiếm, hướng trong bao vải một nhét. 10, 9, 8, 5, 2, 1, sau đó, Bạch tiền bối đưa tay đem duy nhất một lần công đức phi kiếm theo trong bao vải rút ra làm công đức phi kiếm bị rút ra thời điểm ở trên lóng lánh bảy màu bảo quang còn có một loại tai nạn cửa quy khí tức long trọng hướng mọi người giới thiệu ta duy nhất một lần phi kiếm mới hệ duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối không không một bản chuyên vì đột phá thiên đạo phòng tối mà xếp đặt thiết kế bạch tiền bối mỉm cười nói liền cái đồ chơi này có thể theo thiên đạo phòng tối bên trong đi ra ngoài. Một bên cái gì cũng có thể bán đại lão không dám tin nói. Tin tưởng ta kỹ thuật, Bạch Tiền Bối tự tin nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tống thư hàng, Vũ nhu tử, Tô thị a thập lục, ai muốn trước thử xem. Chương 1379, quyết định rồi, chính là ngươi. Ta khuyên các ngươi không nên tùy tiện loạn thử, loại này dính đến không gian, pháp khí một cái không cẩn thận bị đưa vào đến không gian kẽ nứt bên trong, muốn bị vây khốn cả đời. Đây là tốt, nếu như bị ném vào đến, không gian hỗn loạn khu vực trực tiếp sẽ bị thiết cắt thành vô số khối. Cái gì cũng có thể bán đại lão nhắc nhở. Dù sao cũng là tiềm ẩn chất lượng tốt hộ khách, nếu như ngủm lời nói, sẽ ảnh hưởng hắn tương lai sinh ý. Tống thư hàng giơ tay lên, cái kia, ta đến thử xem đi. Vũ nhu tử, không, ta đến. Loại kích thích này xử tình, còn là nàng tới đây tốt nhất. Tô thị A thập lục, để ta đánh đi, ta có bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Đều không cần đã đoạt, ta đến thích hợp nhất, bởi vì ta vừa nắm giữ một cái làm cho người ta hâm mộ pháp thuật. Tống thư Hàng dương dương đắc y nói. Vũ nhu tử hiếu kỳ nói, Tống tiền bối vừa học được cái gì tuyệt chiêu? Cửu châu nhất hào quần trong vô cùng làm cho người ta hâm mộ công pháp, ngâm quần phân thân thuật. Tống thư Hàng dứt lời, đưa tay kết cái pháp ấn. Tống thư hàng bị tách ra tới đây, ta một mực hoài nghi Bắc Hà tán nhân tiền bối thì có như vậy một cái ngâm quần phân thân. Nếu không hắn sao có thể một mực bảo chỉ tại tuyến trạng thái? Không chỉ có là Bắc Hà tiền bối, ta trước kia còn hoài nghi tới cửu châu nhất hào quần, đại bộ phận tiền bối đều có tương tự phân thân. Tống thư hàng nói, cái gì cũng có thể bán đại lão. Phân thân loại này quý giá pháp thuật sẽ dùng tới đây ngâm quần nói chuyện phiếm. Bọn người kia là lai lịch gì? cả đám đều hào không được, ta gần nhất có phải hay không cùng tu chân giới tiếp xúc có chút thiếu đi lạc ngũ, ta biết rõ ta a à, cha có tương tự thủ đoạn, chẳng qua cái kia là khôi lỗi thuật cùng phân thân thuật kết hợp, vũ nhu tử nhấc tay bán rẻ ba ba của nàng ngâm quần thủ đoạn, ta nghe a à thất nhấp lên qua hoàng sơn tiền bối có rất nhiều tiểu hào, tô thị a thập lục đồng dạng nói bạch tiền bối, ta là trước đó không lâu vừa nắm giữ phân thân thiên phú pháp thuật tống thư hàng người cái này phân thân nếu như chết mất lời nói đối với bản thể sẽ có ảnh hưởng sao không có bất kỳ ảnh hưởng gì phân thân của ta cùng với công đức xà mỹ nhân coi như là bị vỡ nát qua một ít thời gian có thể khôi phục tống thư hàng nói lời nói như vậy không thể tốt hơn vậy ngươi ngồi vào trên phi kiếm ta đem ngươi đưa ra thiên đạo phòng tối đi bạch tiền bối nói tống thư hàng đối với phân thân nói lên đi bạch tiền bối cho phi kiếm chứa cái vòng bảo hộ đi, ta có chút choáng váng người phi kiếm, kỳ thật còn có chút bóng ma trong lòng. Bản thể không dám nói, nhưng ta nhất định phải nói ra. Bởi vì một lát ngồi phi kiếm là ta, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng, người phi kiếm tốc độ quá là nhanh, hơn nữa còn không thể phanh lại. Mỗi lần ngồi xong người phi kiếm về sau, ta đều cảm giác muốn chết rồi. Nếu như có thể có cái vòng bảo hộ lời nói, ta cảm giác ta sẽ thoải mái một chút. Mời Bạch Tiền Bối nhất định cho ta chứa cái vòng bảo hộ đi." Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Tống Thư Hàng phân thân đem bản thể, nhanh mồm nhanh miệng, cái này ưu điểm hoàn mỹ kế thừa đi qua, còn phát dương quang đại. Tống Thư Hàng lúc này có loại muốn đem bản thân phân thân bóp chết xúc động. "Đi ngươi." Bạch Tiền Bối bấm cái pháp ấn. Duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối không không một bản, veo, một chút chui vào Tống Thư Hàng dưới chân. À, à, à. Tống thư hàng phân thân kêu thảm, bị duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối không không một bản nâng lên, thoáng cái tháo chạy hướng phương xa, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Lan can bảo hộ vạn tuế tống thư hàng lớn tiếng kêu lên. Sau một khắc, trên phi kiếm lạc ấn vượt thời ý không dạo bước pháp thuật khởi động, phi kiếm chở tống thư hàng thoáng cái biến mất tại thiên đạo phòng tối bên trong. Thật biến mất, cái gì cũng có thể bán đại lão trợn mắt há hốc mồm thiên đạo phòng tối tốt như vậy phá. Cái gì cũng có thể bán đại lão lập tức có chút bất an, nếu như thiên đạo phòng tối tốt như vậy rách nát lời nói, cái kia cửu u chúa tể có thể hay không tùy thời sát nhập cái này thiên đạo phòng tối. Không, sẽ không đâu. Cửu u chúa tể có thể xuất hiện ở hiện thế, cũng đã là ăn gian. Nếu như hắn còn tiếp xúc thiên đạo phòng tối lời nói, nhất định sẽ dẫn tới thiên đạo chương trình, chú ý, đến lúc đó cửu u chúa tể lẫn vào, hiện thế, phân thân, nhất định sẽ bị triệt để phá hủy. Thư Hàng, phân thân của ngươi thành công đi ra không có." Bạch Tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng nhắm mắt cảm ứng, còn không có, còn đang ở trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua. Lúc này, Tống Thư Hàng chính nằm ở trên phi kiếm, một đường kêu thảm. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh quá nhanh, hơn nữa lại tại không gian trong thông đạo xuyên thẳng qua, đường xá ghim tâm. Tống Thư Hàng yết hầu đều nhanh phải gọi đã làm theo thiên đạo phòng tối, bên trong xuyên qua đi ra ngoài độ khó quả nhiên lớn. Coi như là tai nạn cử quy, có được đặc thù thiên phú, chúng nó mỗi lần lọt vào thiên đạo phòng tối đều chuẩn bị rất dài thời gian. Tống thư hàng tại không gian trong thông đạo bay thẳng đến trọn vẹn nửa giờ sau, trước mắt mới rút cuộc xuất hiện ánh sáng. Sắp đi ra ngoài, tống thư hàng trong lòng khẽ động. Oanh, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối không không một bản xuyên ra không gian, chui vào đến hiện thế bên trong. Tống Thư Hàng ngẫng đầu, liền chứng kiến đỉnh đầu hỏa hồng mặt trời, tự do, thành công. Hắn trước tiên đem tin tức này chia sẻ cho bản thể. Làm. Lúc này, duy nhất một lần phi kiếm vừa vặn đã mất đi tất cả năng lượng, rơi đập trên mặt đất. Tống Thư Hàng thuận lợi đáp xuống. Duy nhất một lần phi kiếm bản thân liền lạc, công đức ánh sáng biến thành. Năng lượng hao hết về sau, biến mất không thấy gì nữa. Tống thư hàng sau khi hạ xuống, liền ngã sấp trên mặt đất, mềm chân đứng đều đứng không vững. Hơn nữa thanh âm khàn khàn, yết hầu rất khô, kêu hơn nửa canh giờ, miệng đều khát. Trước kia hắn đối với duy nhất một lần phi kiếm, bóng ma trong lòng là 150 bình an căn hộ, vậy bây giờ đã mở rộng đến 300 bình an trở lên. Không chứa vòng bảo hộ phi kiếm, đều là tà đạo. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Ngang thể khôi phục một ít về sau, hắn quay đầu chung quanh. Lúc này, hắn đang đứng ở một mảnh cây nhỏ tùng bên trong. Dưới lòng bàn chân là sa mạc. Sa mạc đen xì, tựa hồ thừa nhận qua xét đánh, hỏa phần các loại tai nạn. Trong đó, càng ẩn chứa một loại mùi vị quen thuộc. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc hạt cát. Là thiên kiếp, trước đây không lâu, có người tại nơi đây độ kiếp. Tống Thư Hàng khẳng định nói. Nói đến đây thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc chung quanh những cái kia cây nhỏ. Những thứ này cây nhỏ đều chỉ có một mét dư cao, cành mầm tươi tốt. Mà những thứ này cây nhỏ bên trên, có từng sợi yêu khí cùng với. Tống Thư Hàng bản thân khí tức. Thì ra là thế, nơi này là lúc trước thụ yêu, mễ lộ lộ, độ khiếp chi địa. Tống Thư Hàng lập tức hiểu được. Mễ lộ lộ tại độ thiên kiếp lúc, pháp khí năng lượng tiêu hao chống không mà khi thời điểm tống thư hàng vừa vặn cảm ứng được nàng vậy là thông qua thành ấn cách không hướng nàng truyền công có tống thư hàng năng lượng ủng hộ mễ lộ lộ độ kiếp thời điểm khí thế phóng đại nàng cành cùng thiên kiếp ngạnh kháng rơi xuống cành hạ xuống mặt đất hóa thành những thứ này cây nhỏ nhưng về sau tống thư hàng mình cũng rơi vào thiên kiếp bên trong không có thời gian chú ý mễ lộ lộ độ kiếp tình huống chỉ là bản năng duy trì lấy mễ lộ lộ thánh ấn cùng mình liên hệ, không ngừng truyền lại, chân nguyên, cung cấp mễ lộ lộ sử dụng. Cũng không biết mễ lộ lộ độ kiếp thành công không có. Bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm đưa hắn bắn tới nơi đây, có lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là bị nơi đây khí tức hấp dẫn. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng dậy, dò xét cái mảnh này rừng cây. Làm hắn nhìn chằm chằm vào rừng cây là, trong lòng của hắn, phảng phất có một thanh âm tại hô hoán hắn tống thư hàng thuận theo loại cảm ứng này hướng trong rừng cây đi cuối cùng tại trong rừng cây hắn nhìn đến một cây chỉ vẹn vẹn có bàn tay lớn nhỏ cây giống cây giống bên cạnh là thụ yêu mễ lộ lộ tàn phế thân thể nàng tàn phế thân thể tại dưới thiên kiếp hóa thành than cháy lúc trước tống thư hàng tại trên người nàng khoảng thánh ấn chỗ rồi lại biến mất không thấy gì nữa mễ lộ lộ độ kiếp thất bại thiên kiếp vô tình con đường tu chân một khi thất bại liền là tàn khốc thân tử đạo tiêu bước vào tu hành chi đạo muốn làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị tống thư hàng khe khẽ thở dài mễ lộ lộ cùng hắn hữu duyên không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn không thể vượt qua kiếp nạn này nếu ta không có gia nhập cửu châu nhất hào quần nếu ta không có nhiều như vậy tiền bối bảo vệ lời nói tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng hắn ngồi xổm xuống đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cái kia gốc cây giống bên trên cái này gốc cây giống là mễ lộ lộ trùng sinh thể còn là con của nàng có lẽ đây là ta cùng mễ lộ lộ hai bên nhân quả xuôi theo liên tiếp đi tống thư hàng nhẹ nhàng nâng lên cái này gốc cây giống cẩn thận từng ly từng tí đem hắn theo trong sa mạc móc ra cây giống lên tản ra lại để cho tống thư hàng cảm giác được thân cận khí tức hắn chuẩn bị đem cây giống cấy ghép đến bản thân hạch tâm thế giới khiến nó có được tốt hơn trưởng thành hoàn cảnh đào móc cây nhỏ thời điểm, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm hư dễ của nó sợi dâu. Làm Tống Thư Hàng đem cây giống gốc hoàn toàn đào ra thời điểm, có chút dừng lại. Bởi vì này gốc cây giống căn, đúng là theo, mễ lộ lộ trên thân chóc ra một đoạn. Đúng là lạc ấn lấy hắn, thanh ấn cái kia một đoạn thân cây. Thì ra là thế, khó trách cái này cây giống sẽ để cho hắn cảm giác được thân thiết. Duyên sao, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động, hắn bưng lấy cái này gốc cây giống hướng nàng ưng thuận lời hứa quyết định rồi như ngươi có thể một lần nữa mở linh trí có cơ hội một lần nữa bước vào con đường tu hành lời nói ta làm thu ngươi làm đồ đệ về phần đạo hiệu một đạo nhân đi một đạo nhân cái này đạo hiệu vì ngươi dự lưu bảy cái đạo hiệu lại có thể đưa ra một cái ha ha một đạo nhân mễ lộ lộ chờ hắn một lần nữa mở linh trí về sau nhất định sẽ là một cái đáng yêu tiểu cô nương cố lên trưởng thành đi, ta tùy rằng không cách nào giống như xích tiêu tử đạo trưởng như vậy, là thông nương bố trí xuống cái loại này có một không hai đại trận. Chẳng qua, tại hạch tâm thế giới của ta bên trong, ta có thể cho ngươi tốt nhất trưởng thành hoàn cảnh. Vì ngươi đánh rất xuống kiên cố nhất tu luyện cơ sở. Tống Thư Hàng hạc hạc cười nói. Trong tay hắn, cây giống theo gió đông đưa, tựa hồ tại hoan hô. Tống Thư Hàng bưng lấy cây giống, ý niệm khẽ động, trở lại hạch tâm thế giới, hoạt viên bên cạnh sở các chủ lúc này đang ngẩn người. Sở tiền bối, bình yên nha, Tống Thư Hàng nói. Ừ, sở các chủ ứng phó lên tiếng, nàng như trước ở vào ngẩn người trạng thái. Tống Thư Hàng cũng không quấy dày nàng ngẩn người. Hắn tại hoạt tuyển phụ cận tìm một mảnh thổ địa phì nhiêu chi địa, đem cây giống trồng xuống dưới. Sau đó, lại lấy hoạt tuyển chi thủy, phủ trên người nó. Thật tốt lớn lên đi, mộc đạo nhân chương 1380, trên người của ngươi có mùi của hắn. Một đạo nhân đạo hiệu vì mế lộ lộ dữ lưu, cái kia thích hợp sở sở chỉ có hai cái nho ra đạo hiệu, cùng với bạch kình đao khách. Bạch kình đao khách khẳng định không thể cho sở sở, đến lúc đó lại để cho sở sở theo nho ra hai cái đạo hiệu trong hai chọn một đi. Tống thư hàng mỉm cười, ý thức lại từ bản thân hạch tâm thế giới khẽ quét mà qua. Tiểu thải còn đang ở dốc sức liều mạng luyện công bên trong, cái này đầu ngốc tước. Tạm thời là hết thuốc chữa, hy vọng tương lai có thể có biện pháp để nàng khôi phục bình thường. Không đúng à, kỳ thật luyện công cuồng cũng rất thú vị, làm gì vậy nhất định muốn đem nàng cho tách ra trở về. Tống Thư Hàng sờ sờ cầm nói, tiểu thải thiên phú thông thường trở thành một luyện công cuồng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chăm chỉ người không nhất định mỗi cái thành công, nhưng không chăm chỉ thì càng khó thành công. Người ta rất sâu thánh nhân tỏa hạ có 13 kiếp tiên, sâu không có biên giới nếu như tương lai hắn bảy đại đạo hiệu cũng có thể đưa tặng đi ra ngoài lời nói có thể hay không cũng bồi dưỡng bảy cái kiếp tiên đệ tử bá tống tọa hạ bảy đại kiếp tiên ngẫm lại tựa hồ còn có rất mang cảm giác nghĩ xa nghĩ xa tống thư hàng vỗ vỗ đầu của mình thật coi kiếp tiên là cải trắng muốn trồng mấy cái có thể trồng mấy cái a à. đừng nói kiếp tiên tại hôm nay tu chân giới thất phẩm tôn giả đều là một phương đại lão bát phẩm huyền thánh cấp đã là quyết định chiến cuộc hạch uy hiếp. Còn nữa, chính hắn đều mới ngũ phẩm tiểu tu sĩ, chính mình cũng không biết có thể hay không chứng đạo kiếp tiên, còn muốn bồi dưỡng được bảy đại kiếp tiên đệ tử. Giấc mơ quá xa, chẳng qua, ngẫu nhiên làm xuống mộng tưởng một chút cũng tốt. Mặc dù là đầu cá ướp muối, nhưng hắn cũng muốn làm một cái có mộng tưởng cá ướp muối nha. Mộng tưởng lại không phạm pháp. Tống Thư Hàng ý thức đảo qua tiểu thải về sau, lại nhanh chóng chuyển rời đến bên kia. Tại đó, sở sở cô nương chính khoanh chân mà ngồi, đổi luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Sở sở cô nương như trước một bộ váy đen, màu đen dài tất chân, đoạn kiếm vắt ngang nàng trên đùi. Theo gặp mặt cho đến hiện tại, sở sở cô nương quần áo sẽ không cải biến qua. Trong lúc, nàng váy dài cùng tóc đen trong chiến đấu bị hủy qua thật nhiều, nhưng trong tay nàng còn có rất nhiều dự phòng. Tổn hại, lại đổi là được tu luyện sau khi kết thúc, nàng khe khẽ thở dài. Nàng còn có không biết mình cụ thể muốn tu luyện, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đâu một quyển sách tốt nhất, lúc trước tống thư hàng chuẩn bị vì nàng xem xét thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vì vậy, nàng hiện tại chỉ là tại tu luyện, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, quyển 2, nửa phần trước chia cho. Cũng không biết lão sư lúc nào mới vừa về, sở sở nói khẽ, thiếu chút nữa quên mất, Lần trước đột nhiên bị vân tước tử tiên tử kéo đến ma kiếp thế giới, cũng không có tới đây kịp cho sở sở xem xét thể chất. Không bằng liền thừa dịp hiện tại, cho nàng xác định một chút thích hợp tu luyện công pháp đi. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị đem sở sở đưa đến bản thân bên người, tiếp đó cho nàng tới đây một phát giám định thuật. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tại hắn sau lưng, một tòa thu nhỏ loại hình, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành hư ảnh hiện ra. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí còn đang ở bản thể trên thân, Tống Thư Hàng phân thân có thể tuyên chuyển chỉ có pháp khí hình chiếu lực lượng. Thánh thành hình chiếu hiện ra về sau, trong đó, chuôi này, lão viên thánh sư lợi kiếm, hình chiếu bật lên đi ra, chỉ vào sở sở phương hướng, khẽ chấn động. Thì ra là thế sở sở thích hợp tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cổ viên thiên. Tống Thư Hàng nói khẽ. Lại nói cái này, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, có chút không theo lẽ thường tới đây a. À. Tiểu thải rõ ràng là đầu tước yêu, thích hợp với nàng tu luyện theo lý hẳn là hạc hoặc nhạn cái này hai khoản phi cầm loại công pháp mới đúng. Nhưng thích hợp nhất tiểu thải nhưng là cự kình thiên. Mà sở sở, chỉnh thể làm cho người ta cảm giác như là họ mèo loại, giống như đầu báo đen hoặc là mèo đen. Nhưng thích hợp với nàng dĩ nhiên là cổ viên. Sở sở ở đâu giống như hầu tử rồi hả? Hoàn toàn nhìn không ra a à. Được rồi, cổ viên cũng không tệ. Ít nhất sở sở có rất mạnh kiếm thuật thiên phú. Tam thập tam thú pháp khí bên trong. Cũng chỉ có lão viên thánh sư lợi kiếm là kiếm loại pháp khí. Tống Thư Hàng nói. Xuất lời, hắn đưa tay theo hạch tâm thế giới đông điện bên trong mang tới hai quyển cuốn sổ. Nhanh chóng ở phía trên viết. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Cổ viên thiên, thứ hai, ba cuốn. Sở sở bây giờ là nhị phẩm đan điền thứ năm long trưởng đan điền cảnh giới. Cái này hai cuốn công pháp đầy đủ nàng trước mắt tu luyện sử dụng. Suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng lại đem thánh viên long lực thần công cùng cương thủ sao chép xuống dưới. Thánh viên phối hợp cổ viên, tuyệt phối nha. Hơn nữa, tiểu thải đã tu luyện cương thủ cùng nho ra kim cương thân, hắn cũng không có thể bạc đãi sở sở. Đều là đệ tử, nhất định phải công bằng, xem như hắn bá tống đệ tử, xuất sư phía sau như không có một thân qua đi, kim cương thân đều ngại ngùng báo sư môn. Càng bổng, là cổ viên, tài liệu luyện khí, có thể theo Bạch Tiền Bối Tân sủng vật trên thân làm đến. Không cần vất vả khắp nơi tìm kiếm, chờ Sở Sở Tứ phẩm về sau, Tống thư hàng có thể mặt dày đi tới Bạch Tiền Bối cái kia đổi lông vượn. Nhiều nhất, đến lúc đó hắn nhiều chuẩn bị mấy cái chuyện cười. Chỉ cần Bạch Tiền Bối một vui vẻ bát phẩm lông vượn gì đó, căn bản không phải vấn đề. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đưa tay một chút, hai quyển cuốn sổ bị chuyển rời đến sở sở trước người. Đồng thời lại vòng một đống đan dược đi qua. Đó là lúc trước, cửu châu nhất hào quần, các tiền bối ban thưởng hắn tiếp bạch tiền bối xuất quan thời điểm, đưa tặng phần thưởng của hắn. Chẳng qua trong đó đại bộ phận đều là thích hợp nhị phẩm, tam phẩm sử dụng đan dược. Đối với hiện tại đã ngũ phẩm cảnh giới tống thư hàng mà nói, đã không nhiều lắm tác dụng vừa vặn có thể ban thưởng vội tới đệ tử của mình tu luyện sử dụng. Nguyên bản đang tại thở dài sở sở, đột nhiên thấy trước mặt mình xuất hiện cuốn sổ cùng đan dược cái chai, hơi sững sờ. Nàng mở ra cái này hai quyển cuốn sổ, vừa ý trước mặt ghi chép ba loại công pháp, lập tức hiểu ra đến. Đây là lão sư cho đồ đạc của nàng. Sau đó, làm nàng thấy thánh viên long lực thần công, thời điểm, cánh tay cũng không khỏi run rẩy một chút, coi như là nàng sinh ra ở tiểu thế gia bên trong, nhưng nàng cũng đã được nghe nói, thánh viên long lực thần công, uy danh. Đây là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất lưu thối thể công pháp. Tại chư thiên vạn giới đều rất có danh khí. Sinh ra ở tiểu thế gia bên trong sở sở, biết chắc đạo công pháp quý giá. Lúc trước hư kiếm phái, chính là vì giành sở ra kiếm phổ, thiết lập đại cục, đem sở ra đưa vào đoạn tiên đài. Đây quả thực là mấy trăm ức khoản tiền lớn, nện ở một người bình thường trên thân. Sở sở cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hai quyển cuốn sổ. Đệ tử nhất định không phụ lão sư chờ mong, nàng kiên định thề nói. Nơi xa tống thư hàng khẽ gật đầu. Sở sở thiên phú rất tốt, kiếm thuật thiên phú phương diện càng là thượng đẳng, nếu không nàng cũng không cách nào theo, kiếm phổ, hình vẽ bên trong lĩnh ngộ ra cao diệu kiếm đạo công pháp. Lại thêm tống thư hàng đã từng nhập mộng qua nàng một đời, đối với nhân phẩm của nàng, Tính cách đều rõ như lòng bàn tay. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, Sở Sở mụ mụ cũng không có tống thư hàng như vậy hiểu rõ nàng. Sở Sở là một cái rất không tệ để tử người chọn lựa. Ban đầu Tống thư hàng còn muốn đem nàng đề cử đến Cửu Châu nhất hào quần, các tiền bối môn hạ, chỉ là Sở Sở cuối cùng lựa chọn vào bọn họ xuống. Tại Sở Sở cách đó không xa, lớn lên bản lý âm trúc đang ngủ nghỉ ngơi. Tống thư hàng thấy nàng đang ngủ say lặng lẽ tại bên người nàng lưu lại một chút ít hoàng kim công đức dương mai sau đó lại đem lực chú ý chuyển di ý thức của hắn đảo qua đông điện quy tiền bối đã theo thời gian thành bên trong đi ra đang tại đông điện bên trong tản bộ tại trên lưng nó thông nương ngộ đạo thạch kẻ tại mai rùa bên trên tiếp đó thông nương hiện ra bàn tay nhỏ bé chính đem từng đoàn từng đoàn bùn hình dáng đồ vật dán đến quy tiền bối khuôn mặt bên trên cái kia bùn hình dáng đồ vật Tựa hồ là mặt nạ. Nghĩ tới, cái này tựa hồ là lần trước đi đáy hồ tu sĩ phiên chợ mua tài liệu thời điểm, thu được Hải táo mặt nạ tặng phẩm. Thông nương lúc nào cùng Quy Tiền bối quan hệ tốt như vậy rồi hả? Nàng tại thay Quy Tiền bối thoa mặt nạ. Quy Tiền bối cảm ứng được Tống thư hàng ý thức, ngẩng đầu hướng Tống thư hàng vị trí nhìn lướt qua, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Một cái đại hải quy thoa mặt nạ, hướng ngươi mỉm cười, hình ảnh quả thực cay con mắt. Tống thư hàng ý thức khé quét mà qua, cuối cùng rơi xuống thời gian thành bên trong. Thời gian thành bên trong. Lục Tu Tiên tử đang tại cho 33 thú thần bộ thành viên giảng giải luyện khí khiếu môn. Một vị chân chính tông sư cấp luyện khí đại sư nhập học, 33 thú thần bộ luyện khí đại sư nhóm nghe có tư có vị. Chẳng qua Lục Tu Tiên tử nói nói, chủ đề liền lệch ra. Luyện khí là buồn tẻ không thú vị sự tình, bản lĩnh ở loại này buồn tẻ người mới có thể trở thành luyện khí đại sư. Lục tu tiên tử nói, chẳng qua, tại cảm giác được rất buồn tẻ lúc, chúng ta có thể cho mình tìm một chút việc vui. Tỷ như, ghim tâm khách hàng. Một bên thất tu tiền bối. Tứ tu. Khách hàng càng là ghim tâm, chúng ta luyện khí thời điểm thì có có tư vị. Ở chỗ này, ta lòng trọng hướng mọi người đề cử chúng ta huyền trọng phái ghim tâm thủ pháp, hỏa diễm phủ văn tính giá phương pháp. Mỗi một gõ xuống dưới, khách hàng linh thạch tựu lấy 50 cùng 100 không ngừng giảm bớt. Chúng ta vui vẻ, khách hàng ghim tâm, lục tu tiên tử giảng cao hứng, một mặt sung sướng. Nàng hy vọng đem tống thư hàng gần nhất theo trên người nàng ghim tâm, toàn bộ phản hồi cho 33 thú thần bộ đi. Tống thư hàng tâm ý khẽ động, chuyển rời đến thời gian thành, lục tu tiên tử cách đó không xa. Lục tu tiên tử, thất tu tiền bối tứ tu tiền bối, các ngươi khỏe a à. Tống thư hàng khua tay nói chính giảng kích động lục tu tiên tử nghe được tống thư hàng thanh âm thời điểm đột nhiên cảm giác hai tay như nhũn ra lại lại có mới tài liệu lục tu tiên tử vô thức nói tống thư hàng lục tu tiên tử tam thập tam thú pháp khí đã chế tạo xong a à? lục tu tiên tử đúng vậy đã chế tạo tốt rồi vọng thiên gần nhất ta vừa nghe đến thanh âm của ngươi liền cùng nghe được đồng hồ báo thức âm thanh toàn bộ người đều giật mình tỉnh lại lúc trước quy tiền bối cùng nàng cùng một chỗ chế tạo, vương bát chuyên gia thuẫn, về sau, thuận tiện đem, vọng thiên, miệng đam mê lây bệnh cho lục tu tiên tử. Tam thập tam thú pháp khí, còn có hài lòng không? Lục tu tiên tử hỏi. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Thất tu thánh quân đột nhiên trong lòng khẽ độc, thư hàng tiểu hiếu, người ngũ phẩm cảnh giới. Ừ, tống thư hàng gật đầu nói. Cái kia tam thập tam thú pháp khí, người tổ hợp thành công không? Tứ tu hỏi ừ tống thư hàng lại gật đầu một cái lục tu tiên tử không khỏi đè lại bản thân ngực lớn tâm khẩu từng đợt khó chịu tâm tính thiện lương nhét mặt khác ta cũng là lúc trả giá thù lao tống thư hàng nói hắn tại trong lòng triệu hoán bạch tiền bối một lát sau bạch tiền bối mở ra tà liên thế giới cùng hạch tâm thế giới thông đạo hắn vừa hiện thân về sau đưa tay bắt lấy tống thư hàng tại hắn trên thân hít hà không có sai là mùi vị kia audio điện tử võ tấn bền khế tập 105